giờ xin mời hai chàng trai của chương trình bước ra sân khấu. Và còn chần chờ gì nữa, mời hai cô gái xinh đẹp bước xuống thôi, bước xuống thôi. Wow. Xinh xắn đẹp đẽ dễ thương được rồi. Bên đó làm trước đi. Bên đây luôn nè. Cô gái ngồi ghế màu xanh, em hãy giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Hướng Minh Đạt và quý vị khán giả. Em tên là Bảo Trân, em sinh năm 96. Hiện tại thì em đang kinh doanh online và làm người mẫu. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? Điểm mạnh của em là về giao tiếp và học hỏi. Điểm yếu là em hơi cảm xúc, em hơi nhạy cảm. Cảm xúc là cảm xúc vui hay cảm xúc buồn nhiều? Dạ, thường thì dễ buồn. Khi buồn đó em làm cái gì? Dạ, khi buồn thì em sẽ làm những việc mà em thích. Ví dụ như là về em đang kinh doanh thời trang thì em sẽ vẽ thiết kế. Em có thiết kế các mẫu thời trang dạ, hả? Dạ, đúng rồi. Bao nhiêu mẫu rồi? Cũng được 2 bộ sưu tập. Một bộ là bao nhiêu mẫu? Dạ, một bộ khoảng 7 đến 10 mẫu. Và ngày hôm nay em tới chương trình là trang phục này là em tự thiết kế hay dạ, là... Dạ, đúng rồi. Đặc sắc quá, trần hàng gì ha. Giờ gia đình đang mong muốn em lập gia đình luôn hay sao? Dạ, ba mẹ thì cũng hay hỏi là sao chưa có dẫn người yêu về. Hy vọng ngày hôm nay không ngày may mắn nha em. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Tới chàng trai ghế xanh. Dạ, chào chị Tường, anh Đạt và toàn bộ trường quay và tất cả khán giả đang theo dõi chương trình. Em là Tuấn Anh, 27 tuổi. Hiện đang làm quản lý phòng kinh doanh của một công ty làm về mảng tài chính. Em thì đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình làm công việc này lâu chưa? 5 năm. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Vui vẻ, hòa đồng, hài hước, biết lắng nghe, chia sẻ và chịu khó học hỏi. Ngoài ra em còn biết nấu ăn, biết chơi piano. Wow. Ngoài việc vặt vặt. Hay quá ha. Còn điểm yếu thì em có rất là nhiều điểm yếu. Thì em đang cố gắng hoàn thiện từ từ những cái điểm yếu của mình. Ví dụ một vài điểm cái yếu nổi trội. Yếu lớn nhất thì hiện tại em rất là dễ bị delay về thời gian. Rồi mới mốt có bạn gái thì sao? Nếu như bạn chịu đợi thì em sẽ có mặt. Trời đất ơi, bạn chịu đợi là rồi sao? Trời đất ơi, nhưng mà bây giờ đã tới muốn lấy vợ chưa? Dạ, muốn chứ. Muốn lấy vợ mình phải sao chứ? Mà bây giờ hẹn bạn gái mà cho bạn gái trễ hẹn hoài. Em nghĩ là như thế này, có nghĩa là nếu mà em làm công việc á thì nó cũng là lo cho cái tương lai chung của hai đứa. Ừ. Cái thời gian đó cũng là em làm chứ không phải là em đang giải trí gì hết. Mình có thể không gặp được 7 giờ nhưng mà bất cứ khi nào làm xong 11, 12 giờ nếu mà bạn cần thì em vẫn xuất. Trời ơi, nhưng cái đó là khi nào vợ em nhà ta mới chịu em vậy. Còn bây giờ mới đang đi làm quen đi cua gái mà bây giờ hẹn 11 giờ đêm không sao được. Không thì có thể đứng trước nhà nói chuyện với nhau cũng được rồi. Trời ơi, ngồi đứng trước nhà nói chuyện. Vậy bây giờ em có làm vậy, em có tiền nhiều kỳ thiệt nhiều, nhưng mà bây giờ con gái nó cũng phải cần cái người đàn ông ở bên cạnh. Giờ có tiền nhiều mà không có thời gian cho bạn gái cũng mệt à, cũng thua à. Em nghĩ là em sẽ sắp xếp được. Chứ dù khi có thằng nó ít tiền hơn em nhưng mà ngày nào nó cũng đưa đón bạn gái em là nó cũng hốt bạn gái em luôn á. Đúng không? Rồi bây giờ thí dụ lấy vợ rồi thì mình ở đâu? Hiện tại em vẫn đang có trả góp nhà. Thằng trả góp nhà thì cũng có nhà. Nhưng mà em đang ở với ba mẹ hay ở cái nhà mình mua trả góp? Em vẫn vừa với ba mẹ vừa ở bên kia luôn. Chạy qua chạy lại. Rồi hiểu. Nhà đông anh chị em không? Dạ, nhà có 2 anh em. Rồi ok. Rồi coi như là cũng có nhà riêng rồi. Công việc ổn định, chỉ thiếu chút về thời gian thôi. Đó. Trang cũng đầy đủ quá rồi. Mong bạn gái thông cảm. Mà ngày hôm nay hồi hộp á. Tự nhiên mình ghép đôi cho 4 bạn này trùng hợp hay sao á. Mà bên đây đang thùi lùi luôn. Bên ủa đây dạ? Trời ơi. Bây giờ tới em nè, cô gái ngồi ghế màu đỏ, mặc cái đầm màu đen luôn. Dạ, lời nói đầu tiên cho em xin chào anh Minh Đạt và chị MC Cát Tường. Và cùng khán giả có mặt tại trường quay hôm nay. Em tên là Hoàng Trâm. Năm nay em 22 tuổi. Đến từ thành phố Nha Trang, nơi đầy nắng và gió. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là diễn viên và mẫu ảnh. Diễn viên mẫu ảnh luôn, hàng gì xinh quá trời. Em vô thành phố Hồ Chí Minh được bao lâu rồi? Em vô thành phố thì cũng lâu, nhưng mà em mới vào lại đây được 1 tháng. Mới vào 1 tháng thì ở đâu? Dạ, em đang ở quận Bình Thạnh. Điểm mạnh em biết là gì? Điểm mạnh của em là hoạt bát, trò chuyện và tâm sự động viên mọi người. Còn về điểm yếu của em là chỉ động viên được người khác nhưng mà không động viên được chính bản thân. Như là nói người ta thì hay lắm mà chuyện của mình chết quốc. Vâng. Khi mà chết quốc thì em có tìm những người bạn tâm sự lại không? Cũng có ạ. Tại vì con gái thì có mạnh mẽ cỡ nào đi nữa thì mình cũng phải cần có một vài người bạn để mình tâm sự. Chia sẻ đúng không? Vâng ạ. Rồi cảm ơn thật nhiều. Đó là thông tin của cô gái đến từ Nha Trang. Mời chàng trai ngồi ghế đỏ, chàng trai cuối cùng.
Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt, chào tất cả khán giả. Em tên là Nguyễn Quốc Khánh, hiện đang là kỹ thuật viên vận hành thiết bị tại một doanh nghiệp, đang sinh sống và làm việc tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Em nay là 28 tuổi. Thí dụ có bạn gái thành phố thì bao lâu xuống được lần? Dạ không, thì đối với em thì một tuần thì có thể xuống được cả tuần luôn. Xích đồ dạ dữ vậy? Tại vì nó cũng gần mà chị, thời gian đi cũng nhanh nên là em cũng đi được. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là một người cần cù và chịu khó học hỏi. Nó cũng là cái điểm mạnh mà em thấy là từ nhỏ tới lớn em phát huy rất là tốt trong công việc cũng như là trong học tập. Còn cái điểm yếu của em thì đôi khi cũng hay lơ đễnh, cũng hay trì hoãn công việc một tí. Nhưng mà sau khi mà em phát hiện ra thì em sẽ khắc phục liền chứ không có để nào mà để nó xảy ra ở cái mức nghiêm trọng được. Lúc rảnh rỗi thì mình sẽ làm gì ngoài cái thời gian ở công việc? Thời sinh viên là em gọi là thuộc dạng là nghiện game. Vài năm đầu sau khi mà em ra trường đi làm vẫn còn nghiện game. Cái em mới phát hiện ra là bây giờ để mình ngồi mình chơi game hoành cũng chẳng được gì cả, nên mình quyết tâm là em nghỉ luôn và em chuyển hướng vào tập thể thao tới bây giờ. Wow, tập thể thao môn gì? Xe đạp địa hình. Và đạp địa hình đạp cái giờ nào? Buổi sáng sớm trước khi vô làm chị. Đúng rồi, ai mà game thanh niên bây giờ mà dồn hết thời gian vô game. Dạ, dạ. Uổng phí thà cuộc đời, thà em mê gái chị không tức. Tuy nhiên mê game có cái gì chứ nó đâu mà mê. Rồi bên này người ta biết đàn biết đồ, mình có biết đàn biết hát gì không? Em thì hát cũng tạm ổn thôi, còn nhạc cụ thì em cũng đang cố gắng học thêm một vài nhạc cụ. Bây giờ hát đoạn thử nghe nè. Dạ, hôm nay đến chương trình thì xin gửi tặng anh Đạt cũng như là chị Tường với các bạn thì em hát một đoạn trong cái bài Cười 18-20. Nụ cười 18-20, năm nay em nhiêu tuổi? Dạ, em này 28. Hơi lố ha, thôi kệ, hát đi cho coi như mình trẻ 18-20 ha. Vô. Sao vậy, đứng cười cười vậy, em đọc rap được không? Đọc được nhưng mà không hay lắm ạ. Rồi bên đây hát xong bên đó rap nha. 2, 3, mời em. Những tháng ngày năm đó ta đã cười thần tươi, 18 đôi 10 những nụ cười đẹp nhân đời. Dẫu gian khó, dẫu phong ba, hiên ngang vượt nắng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó anh vẫn cười thần tươi, có đôi lời yêu em nhưng bị cực á. Nhưng gì? Em hồi hộp quá chị. Có đôi lời yêu em nhưng chưa dám ngỏ lời. Bữa nay tao nhắc Tuồn kìa. Có đôi lời yêu em nhưng trong anh dám ngỏ lời. Yêu bầu trời đang mây cũng lang ngang, vệt nắng cuối trời và nhớ bóng dáng đôi mươi, nhớ nụ cười xuân thời. Wow, hay quá. Tạm. Như vậy là chúng ta đã nghe được thông tin của bốn bạn. Bây giờ chúng ta sẽ để cho các bạn ấy tìm hiểu nhau nhiều hơn, chúng ta đi sâu hơn một chút về tình yêu, tình trường. Rồi quay lại với bạn trai ngồi ở ghế màu xanh. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Em cũng trải qua được một vài mối tình rồi. Có một cái mối tình mà đến bây giờ thì em vẫn còn nhiều các ấn tượng. Mối tình là cách đây bao lâu rồi? Từ thời sinh viên á, thời đoạn đầu quen á thì hai đứa là hợp nhau tầm khoảng thời gian vài tháng. Em có vấn đề với gia đình và em không có nhận sự chu cấp nào từ gia đình nữa. Trong khoảng thời gian đó bạn cũng có kêu em đi làm và em cũng hứa là em đi làm, nhưng mà do lười, do này do kia rất là nhiều lý do thì thành ra cứ ngày này qua tháng nọ các em không có, vẫn không có đi làm. Coi như là mọi chi phí là bạn đó vừa học vừa làm, bạn đó lo hết. Em suốt ngày ở nhà chơi, coi phim, nằm ở nhà như vậy. Vẫn đi học? Vẫn đi học. Thì có rất nhiều cái mâu thuẫn tranh cãi với nhau. Thì có nhiều lần em nói là em muốn dừng lại, nhưng mà bạn đó không chịu. Nhưng mà cho đến một ngày em phát hiện bạn đó quen một cái người khác. Khi mà em trao đổi với bạn về vấn đề đó thì bạn không có chối, nhưng mà bạn nói với em vài câu mà đến bây giờ em cũng nhớ. Không ai muốn bên cạnh một cái thằng bất tài vô dụng cả. Không ai muốn bên cạnh một cái thằng bất tài vô dụng cả. Nếu mà mày chịu thực hiện những gì mày đã hứa, mày chịu nghe lời tao dù chỉ một lần, thì tao không có như vậy. Đừng bao giờ mở miệng ra là nhà Tuấn Anh thế này, nhà Tuấn Anh thế kia, người ta khinh thêm. Cái gì mà chính bản thân mình làm ra người ta mới tôn trọng. Sau cái mối tình đó thì em tập trung vào cái vấn đề học và làm. Thì sau 3 năm phấn đấu thì em cũng có thành tựu và em làm một vị trí quản lý. Và một ngày tình cờ em check những cái CV mà em chuẩn bị phỏng vấn, thấy hồ sơ của bạn gái thì em thấy cái CV của bạn đó. Cái thời điểm đó khi mà em nhìn cái CV thì nó rất nhiều cái cung bậc cảm xúc và cũng có những cái mà mình lo sợ. Em có tâm sự với rất nhiều cái người bạn thân, gần như tất cả các lời khuyên là thôi đừng nên, mày đã trải qua bao nhiêu thứ mà mới có ngày hôm nay rồi, đừng vì những bất cứ cái gì mà chấp nhận cái rủi ro này nữa. Đến cuối cùng thì em vẫn lựa chọn đối diện. Thì buổi phỏng vấn nó diễn ra thì em vẫn nhớ ngày phỏng vấn đó, em nhờ một cái bạn nhân viên của em á
dẫn bạn đó vào phòng đợi. Thì sau khi mà bắt đầu bước vào buổi phỏng vấn thì thật sự cảm giác của em khi mà trao đổi với bạn sau bao nhiêu năm nó rất là hụt hẫng. Em cảm thấy em không có cái tình cảm, nó không nhiều như em nghĩ. Và cái người mà em có tình cảm á, không phải là cái người đối diện này. Ai rồi cũng trưởng thành, ai rồi cũng khác rồi. Thì bạn đó trở thành nhân viên của em. Có nghĩa là vẫn tuyển vô làm. Dạ. Thì làm việc, bạn đó làm rất là giỏi. Trong khoảng thời gian làm việc với nhau thì hai đứa cũng có đi chơi riêng, cũng có đi ăn, uống và... vẫn thật sự đúng, đúng là đó, cái mối quan hệ đó là nào, quan hệ mở nhưng, là... thì cũng coi như là bạn bè đó. Với lại em tới tận bây giờ là cũng được 2 năm hơn 3 năm rồi. Thì bạn đã có gia đình và có em bé được 1 tuổi, gần 1 tuổi rồi. Qua cái mối tình đó em rút ra được cái điều gì cho bản thân? Một cái bí mật mà bây giờ hôm nay em mới cả. Có nghĩa là có rất nhiều bạn làm chung với em, rất nhiều nào mà không biết. Là hồi xưa em đi phỏng vấn ở những cái cửa hàng tiện lợi thì người ta nói là em không đủ năng lực để làm được cái việc đó. Và em bị từ chối. Thì nếu mà thời đó mà không bị từ chối thì chắc là em làm cửa hàng tiện lợi, có thể là giờ cũng có những cái thăng tiến đó. Nghe là tính ra là em cũng phải cảm ơn cái người bạn gái cũ đó. Nói về vấn đề đó, thật sự ở khía cạnh em rất là cảm ơn bạn vì những cái suy nghĩ của bạn và những cái lời nói của bạn nó đau đớn nhưng mà nó đúng. Nhưng mà em không đồng ý với cái hành động đó. Đồng ý với cái lời nói nhưng không đồng ý với cái việc là có một cái người khác rồi mới nói như vậy. Đúng rồi. Mà như vậy em mới đau thì em mới có thành công như ngày hôm nay. Em phải hiểu cái tâm lý của cái người phụ nữ lúc đó, người ta cũng là ức chế lắm rồi nhưng mà người ta không có bỏ được, tại vì phụ nữ á, người ta chưa có cái người mới, người ta lo cho em đi học đi hành rồi về ta giặt giũ quần áo nấu nướng cho em ăn nữa, em nằm trải thay ra đó thì đúng không? Cho đến một khi người ta gặp được một cái người khác mà người ta thấy ồ tại sao mình phải dính vô cái thằng ông nội này cho nó mệt, lúc đó người ta mới dứt và người ta nói thẳng với em như vậy, cô đó đúng chứ cô đó không sai. Mà nhờ cô đó đúng ngày hôm nay em mới vậy. Trước đó không phải là không làm gì đâu, nhưng mà em chưa tìm được cái mà thế mạnh của mình. Nhưng mà thời này đâu có Lưu Bình Dương Lễ đâu, ai mà ăn ở không mình làm nuôi em hoài. Trời ơi không, thật sự đó là không có thời khắc lúc đó bạn ấy cũng trẻ, bạn ấy cần đúng một rồi. Người nương tựa hơn. Thì cô trong kia đó cũng mình trẻ không vậy đủ năng lực. Cho nên cô kia cũng trẻ, cô cư xử vậy cũng đúng rồi. Thôi, không có gì ai sai. Đó là những người chị trẻ bỏ qua. Bây giờ lo sắp lấy cho chuẩn bị lấy vợ đi, người ta có chồng có con rồi. Ha. Đó là một câu chuyện kể đấy, mà đó là một cái bước ngoặt để mình sang một cái trang mới. Thật sự em tìm cảm giác, em tìm một cái người mà cho em cảm giác an toàn. Vậy là không có gu. Cũng khó lắm, khó hơn là tự lập ra một cái chuẩn nào đó. Chuyện tình yêu em như thế nào? Trước giờ thì em cũng có được khoảng 3 mối tình. 3 mối tình. Dạ, nhưng mà thì mối tình mà em nhớ nhất đó là hồi cấp 3 của em. Là lúc đầu là em yêu đơn phương đó. Tại vì em tỏ tình nhưng mà bị từ chối. Em tỏ tình nhưng mà bị từ chối. Cũng gần cả năm trời bạn đó mới tỏ tình lại với em. Trốn tình, tình chạy rồi chạy tình theo nữa hả? Dạ. Lúc đó em còn cảm giác cho bạn đó không? Dạ còn. À. Cho nên là em đồng ý mà hai đứa yêu nhau. Nhưng mà hồi xưa thì cái bản tính của em thì hơi đỏng đảnh một xíu. Em nghĩ là người ta phải chiều em thì người ta mới là yêu em. Cho nên là em hay đặt ra những cái câu chuyện hơi ngang ngược xíu để thử lòng bạn đó. Những thử thách hả? Dạ đúng rồi. Đưa những thử thách như thế nào? Ví dụ như là hôm đó em muốn đi ăn ở quán đó thì bạn đó cũng chiều. Nhưng mà khi mà đến quán đó thì em lại đòi đi qua cái quán khác. Rồi cuối cùng mà. Đến một cái giới hạn của một người thì bạn đó thấy mệt mỏi và đề nghị chia tay. Kết thúc mối tình. Dạ kết thúc mối tình thì em cũng bị em lại tiếp tục, em vẫn còn tình cảm bạn đó trong khoảng 5 năm sau này mới em nhận ra được là em sai. Dạ. Còn tiếc nuối gì không à? Em chỉ thấy là đó là một cái bài học trong tình cảm của mình. Đó rất là giúp cho mình sau này thì em điềm đạm lại. Giờ cuộc tình gần đây nhất của em là cách đây bao nhiêu lâu? Khoảng 2 năm là tình công sở. Tụi em làm chung một công ty. Xong rồi hai đứa tự, lúc đầu cũng không có thích lắm đâu. Sau cái tự nhiên cái tiếp xúc từ từ, cái thấy là cái người đó không phải như vậy. Rồi từ từ thì quen nhau, cũng quen được chừng độ 1 năm. Dạ thì tụi em cũng... Cũng ví dụ mà đi ăn uống luôn hay sao? Dạ không. Có kinh nghiệm rồi đúng không? Dạ có kinh nghiệm rồi. Lần này đại đọa ta bằng cách nào? Dạ lần này thì em bình thường, kiểu là cứ yêu nhau thôi. Nhưng mà do là một phần do văn hóa và tư tưởng cũng hơi khác nhau. Vì văn hóa tư tưởng? Dạ hơi, dạ chuẩn một xíu. Mà em thì công việc của em thì lúc đó là em làm việc với KOL, với người mẫu người kia thì cũng khá là nhiều, tiếp xúc với nhiều người khác giới. Đến cái việc mà em mặc đồ hay gì đó thì cũng hơi thoải mái một xíu. Đôi khi thì không có hợp với lại cái quy chuẩn của người ta đặt ra. Dạ.
cho nên là tụi em có những cái suy nghĩ và những cái lời nói, những cái hành động nó không có đi tới được với nhau. Bỏ qua chuyện cũ ha. Bỏ qua đi chứ mỗi lần nhắc tới Tiên cái giọng em run run như muốn khóc rồi. Dạ em còn... là hơi đa sầu đa cảm. Thôi bây giờ mình gạt nói cái cảm xúc đi. Nói tương lai có xúc động không nè? Dạ. Em mong muốn là có được một người đi cùng với em trong tương lai thì sẽ thấu hiểu nhau, cùng lắng nghe nhau, không ai có một cái quy chuẩn Tiên. Dạ. Sao giống anh ngồi ghế xanh quá vậy? À, là cảm xúc là quan trọng nhất. Dạ đúng rồi. Đấy, cái cảm xúc nó mới khó đó. Quay qua chàng trai ghế đỏ. Tình trường của em sao nè? Dạ thưa chị Tường với mọi người với anh Đạt luôn là thật ra nếu mà nói về tình trường thì em chỉ có tình đơn phương thôi. Còn mà chính thức thì chưa có một mối tình nào cả. Đẹp trai phong độ à, cái giai đoạn game chắc lâu quá phải không? Dạ giai đoạn game thì nó cũng hết thời sinh viên thôi chứ lại năm đầu tiên. Ủa thôi. Vậy tại sao mà đơn phương thôi là lý do? Từ lúc mà em học đại học á, cái ngành của em nó đã là không có nữ trong đó rồi, nó đã là thuần là có nam thôi. Và sau này khi mà em ra trường xong thì em vào doanh nghiệp làm thì cũng là cái môi trường đó thì cũng toàn bộ là nam hết. Cho nên là cơ hội không có. Nếu như mà trách á, hơn 90% phải là trách bản thân em. Tại sao? Em tự cảm thấy là em là một cái người giống như là cái năng lực tình cảm nó hơi là yếu kém. Tính nhát hay là sao? Hay là cái vấn đề dạ, em mà thì tiếp cận không có nhát là... nhưng mà em cảm thấy là khi mà em tìm hiểu những bạn nữ đó, em không có cho được những bạn nữ đó cảm giác gọi là cái sự tin tưởng. Có nghĩa là thích nhiều người mà không biết làm sao để cho người ta biết là mình thích người ta để người ta tin tưởng mình. Dạ đúng rồi chị. Ví dụ em thích, em có nói cho người ta biết là anh thích em không hay là em làm gì? Khi mà em có tình cảm với một cô gái á, thì em sẽ tiếp cận bằng cách là ví dụ như là mình xin info, mình nhắn tin gọi điện gì đó. Mà em cũng có tỏ tình nhưng mà các bạn nữ đều từ chối. Thì em biết là như khả năng chỉ dừng đến đó. Từ chối bao nhiêu lần à? Dạ tầm chắc hơn chục lần. Dạ tầm chắc hơn chục lần. Dạ tầm chắc hơn chục lần. Trời ơi. Trời ơi. Ai tại sao là có những cái điều kỳ lạ như vậy mà từ chối một chục lần trời. Dạ đối với tin nhắn á, em nhắn khoảng chừng từ 2 đến 3 tin, là một là bị chặn, hai là bị xin. Được rồi. Một ngày trung bình em nhắn bao nhiêu tin? Từ 5 tới 10 tin. 5 tới 10 tin thôi là bị chặn rồi. Nãy em nói năm nay là nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 28. 28 rồi bây giờ muốn lấy vợ chưa? Dạ bây giờ em muốn tìm hiểu là 30 là lấy. Là tìm hiểu 2 năm 30 là lấy. Ở nhà có ba mẹ có hối không? Bố mẹ em thì rất là phóng khoáng trong cái chuyện hôn nhân. Tại vì mẹ em, đặc biệt là mẹ em quan tâm tới em nhiều. Thì mẹ em cũng nói rằng là nếu như mà cảm thấy mà quen được, lo được hoặc cưới được thì hãy lấy. Chứ má thì má không ép buộc. À. Tại vì thế hệ của bố mẹ cũng đã trải qua chuyện hôn nhân cũng không có êm đẹp. Bố mẹ mình cũng không êm đẹp. Dạ. Cho nên thì là khuyên không, con là không, nghĩa là không có hối em. Không có hối. Chắc dạ. Cú thì hẳn lấy. Dạ. Giờ em muốn tìm một người bạn gái nè, một người vợ tương lai là người như thế nào? Thứ nhất là hiểu về cái tính cách của em, hiểu cho cái công việc của em, là biết san sẻ trong công việc cũng như là trong trong cuộc sống là được. Trời ơi, thằng em của tôi tuyệt vời mọi người, đúng không mọi người? Đẹp trai, hồng hào, công việc ổn định, chơi thể dục thể thao rồi. Rồi, còn cô gái của tôi, bao nhiêu chuyện tình rồi? 2 chuyện tình rồi ạ. Mối tình thời học sinh và một mối tình thời cao đẳng ạ. Cái nào sâu đậm hơn ạ? Nếu mà nói sâu đậm thì mối tình cao đẳng sâu đậm hơn ạ. Rồi, mối tình cao đẳng sao? Dạ, mối tình cao đẳng thì có tính đến chuyện kết hôn rồi ạ. Lý do gì sao? Thì em với bạn là mối tình yêu xa. Rồi. Bạn đi bộ đội, em thì em quen bạn ở trong bộ đội luôn. Tình cờ là em đi thăm anh em. Cũng tội bạn á anh. Ở trong quân ngủ mà. Anh biết là đâu có cho xài điện thoại đâu. Lén bài. Thì thấy rồi. Thương quá thôi. Em cũng yêu nhau. Dạ. Nếu mà tính ra em với bạn đó quen được 4 năm. Là xuất ngủ là về là vẫn còn quen đúng không? Vâng. Hay quá trời. Rồi sao nữa trời. Một cái sức mạnh như vậy còn vượt qua được. Còn sóng gió gì nữa à? Chắc là khoảng cách yêu xa. Em ở Nha Trang, bạn ở Đắk Nông. Mỗi năm là em với bạn chỉ gặp nhau 2 đến 3 lần. Rồi ai là người nói lời chia tay? Dạ bạn nam. Bạn cũng là người đề nghị nói lời kết hôn. Và cũng là người đề nghị chia tay. Sao lúc đề nghị kết hôn không chịu? Hai đứa đã thống nhất với nhau là sang năm sẽ tính đến chuyện kết hôn rồi. Và nói tới lại gia đình, nhà bạn lại đã dặm họ xuống dặm họ. Cái tự nhiên bạn cho em một khoảng lặng. Vậy là có bộ khác rồi đó. Thì một năm gặp nhau có 2-3 lần. Bởi vậy khổ quá. Trời ơi là trời. Mốt có kinh nghiệm nghe người ta cầu hôn. Làm lẹ liền đi còn hẹn qua năm sau rồi nữa. Chị biết mà tính chất công việc với lại em còn phải gia đình nữa. Việc gì mà quan trọng bằng trai trời. Trời chị mạnh mẽ ghê ta. Ai cầu hôn cứ liền cưới liền. Thiệt tình bây giờ ai ngon cầu hôn với Tường đi rồi. Ai dám ngon. Là coi như là thất tình bao nhiêu lâu à? 1 năm rồi. Rồi giờ muốn tìm một người bạn trai cho một người chồng tương lai sao nè? Ở gần em một chút ạ. Biên hòa được không em? Được được chị ạ. Có tiêu chuẩn gì không em? Cao hơn em là được. Rồi. Ôm ôm xíu ạ. Trời hay quá chừng. Ngon lành luôn nè, tôi có thằng em đẹp hay trai quá, đó. Hay quá trời quá đất luôn á. Bây giờ thì mình đã
ý kiến người thân dưới quá trời nè. Rồi chào em tên gì? Dạ em tên là Lina. Lina hôm nay dạ. Lina tới ủng hộ cho ai? Dạ em tới ủng hộ cho bạn Trâm. Bạn Trâm ngồi ghế đỏ ha. Theo em nghĩ anh nào sẽ có thể phù hợp với bạn Trâm hơn? Cái anh mà phù hợp với bạn Trâm là anh ngồi ghế đỏ. Ghế đỏ. Ngồi ghế đỏ luôn. Lý do tại sao anh ghế đỏ hợp với bạn em? Thấy hợp thôi. À thấy hợp thôi dạ. Ha. Cảm ơn em. Bên đây em trai. Chào anh Đạt và chị Cát Tường, em là Tú, em là người thân của Tuấn Anh. Tuấn Anh, ngồi ghế màu xanh. Ghế màu xanh. Có chung công ty luôn à, thấy mặc màu áo truyền thống quá. Chung công ty. Nãy giờ nghe câu chuyện của hai bạn nữ thì theo cảm nhận riêng của em thì bạn nữ ghế màu xanh là phù hợp với anh Tuấn Anh hơn. Màu xanh, bữa nay sao đơn giản người ta học màu vậy, không có tranh cãi gì vậy. Màu xanh rồi. Rồi, vậy còn em gái này là đi theo nếu ai? Có phải là mối tình đầu của anh ấy không à, cái mối tình mà chung công ty luôn đúng không? À bữa nay tại sao ạ? Em chào anh Đạt với lại chị Cát Tường. Em tên Thảo, là người thân của anh Tuấn Anh. Em nghĩ là nếu mà gu của anh Tuấn Anh thì em nghĩ là cũng hợp với bạn ghế xanh. Chà, bữa nay người nhà có vẻ giống như có thỏa hiệp ở dưới, đơn giản quá ta. Nhanh gọn lẹ rất. Nhưng mà thôi sợ. Đó là mình còn chân chơi nữa. Tại mình mặc áo màu xanh. Đúng rồi, mình mặc màu xanh. Hy vọng. Mở cửa trái tim. Sao ạ? À? Hai chàng trai mình có muốn tặng quà gì không ạ? À? Đến đó chương trình mình có món quà, anh cũng bạn tặng em. Và à chị hả? Cảm ơn em. Chủ nghĩa khắc à, anh hả? Cảm ơn em. Thôi, bây giờ chúng ta phải chơi game, trò chơi mang tên ảnh đẹp tình yêu. Wow. Là các bạn ở trên này sẽ tạo ra những bức ảnh đẹp theo mẫu và dưới đó sẽ có photographer chụp hình các bạn. Tạo dáng tình yêu 10 giây chị. 10 mẫu ảnh luôn. Đó, hợp với chiều cao luôn. Kiểu ảnh đầu tiên, đối mặt nhau và chù mồi. 2 3. Rồi đây kiểu thứ hai, nắm tay nữ. Rồi những nam. Trời ơi, ông kênh ta kìa. Hai này chuyên nghiệp à. Cảm ơn. Cái này để đắt xô à. Tiếp đi nè. Rồi bóc cái khác. Là số 1 đi. Rồi số 1. Wow, đám cưới luôn. Đám cưới rồi nha. Uống rượu dao bôi luôn. Ồ, uống rượu dao bôi luôn hả? Uống rượu dao bôi luôn, có đậu cụ luôn. Rồi uống rượu dao bôi luôn. Mời em qua uống rượu dao bôi à. Đó, người mẫu ảnh nè, chuyên nghiệp nè. Wow. Hai bạn chụp hình có cảm giác gì không à? Rung. Dạ rung quá Đạt. Rung quá thì thôi vô đây ngồi. Dạ. Rồi tới phiên em đó, đứng lên nào. Qua bên anh Đạt. Rồi lựa một cô gái ra chụp hai mẫu đó đi. Em chọn bạn ghế xanh. Ghế xanh à? Cho em xem lại thế. Hai người sẽ tạo thành hai trái tim. Rồi bắn tim. Bắn tim và một trái tim nữa. Một trái tim lớn, một trái tim nhỏ. Trời. Hay quá trời. Chọn bạn nào à? Ghế đỏ. Trời ơi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nãy giờ là mình đã được chụp ảnh cùng nhau. Cũng có sự va chạm. Cũng có sự va chạm nhẹ với nhau. Cũng đo được cảm xúc cho nhau chứ bộ. Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận thêm một chút xíu nữa. Cái chủ đề là nếu như người chồng mà gặp người vợ đi với người lạ sau giờ làm thì mình sẽ như thế nào? Rồi, người chồng nói trước đi. Em trong cái ngành tài chính ngân hàng thì đi với người lạ là nam đúng không, thì nhiều khi cũng chưa chắc là nam đâu. Đó là cái đặc thù của ngành tài chính ngân hàng của em. Em đi với bạn nam này, bạn ấy cũng chưa chắc là nam đâu đúng không? Nhưng mà em nghĩ là mình cũng phải sẽ có ngồi lại nói chuyện với nhau. Mà nói lúc đó luôn hay gì mới nói? Thì chắc về nó rủ đi hoài nó không về luôn sao? Thì tối đó nó về hơi phi à. Thì nếu mà chuyện gì mà có thể giải quyết được thì không cần suy nghĩ, còn đã không giải quyết được rồi thì suy nghĩ cũng vậy. À, có nghĩa là mọi thứ tùy duyên đúng không? Dạ. Yeah. Cái lúc em hành động thế nào khi mà nhìn thấy cảnh đó là em sẽ tiến thẳng tới em nói chuyện, hoặc là em đi về nhà em sẽ chờ đợi? Có một cái câu trên mạng, bữa giờ em thấy đó là nếu mình không ngại thì người còn lại sẽ ngại. À, thì mình vẫn bình thường. Ví dụ nếu là vợ mình, như trong cái chủ đề này, nếu là vợ mình thì mình vẫn lại nói chuyện bình thường và mình chào cả hai người. À, mình vẫn tiến thẳng tới, mình đối mình diện. Mình không ngại thì người khác sẽ ngại. Ai? Mình không ngại thì người khác sẽ ngại. Mình ngại người khác nói mình dại. Tới em mắc cười đi.
Theo suy nghĩ của em á, thì thứ nhất là em phải trao đổi là thứ nhất là có phải là tính chất công việc thật hay không. Ừ. Cái thứ hai nữa là nếu mà đi xả stress sau giờ làm, ví dụ như ăn uống gì đó, thì em có thể là trao đổi với người yêu hay vợ là anh sẽ chở em đi, anh đón em về. Còn nếu như trường hợp vợ hoặc là người yêu mà muốn đi riêng thì ok, em cũng sẽ cho đi riêng mà em sẽ theo dõi theo. Theo dõi luôn? Theo dõi luôn. Rình, rình, coi coi. Hỏi lại coi là nãy là em đi với ai. Nhưng mà vẫn rình, vẫn rình. Dạ, vẫn đúng, vẫn rình. Cũng theo dõi. Cũng theo dõi. Khi em rình, em theo dõi thấy người lạ mặt đó nắm tay vợ em, ôm vợ em, có thể đặt một nụ hôn gì đó. Rồi em về em hỏi coi đúng vậy em hôn này em đúng rồi. Thì sao? Một khi mà cái người vợ và người yêu đã có những hành động đó rồi thì mình trong đầu cũng sẽ tự nghĩ. Mà có tới không hay là lẳng lặng lúc đó? Lặng đi về để hỏi. Không, em thì không sẽ không có, có tới cản hoặc là không có tới gọi là hành động gì là ngay đi về. Đó. Dạ, nhưng mà thấy hùng rồi là đi về hay là có thể tiếp? Là em rình tiếp. Là chụp hình làm bằng chứng gì đó. À, có chụp hình. Dạ. Không biết là tư cách là những người phụ nữ, những người vợ thì mình là suy nghĩ như thế nào ạ? À? Nếu như em đang đi chơi với người lạ, chồng em thấy em thì em muốn chồng em làm gì? Em thì em sẽ muốn chồng em để về nhà nói chuyện hơn, cả hai tự giải quyết vấn đề riêng của nhau. Dạ, lúc đó em đi về nhà liền hay là em chơi cho tàn cuộc rồi em về? Dạ thì mình lỡ đi rồi mình đi cho tới. Đi cho tới. Mình đi cho tới. Cô gái áo xanh. Em thì thường em đi em hay nhắn tin trước. Báo cáo ha. Dạ, kiểu là em muốn tí em đi tới chỗ đó với ai đó em sẽ nói trước. Còn nếu như mà chồng thấy ví dụ như vẫn cảm thấy là hơi khó chịu hay là gì đó thì tối về mình sẽ nói chuyện thêm với nhau để cải thiện về cái suy nghĩ đó, chứ cũng không có gì to tát hết tại vì em sẽ nói trước. À, nói chung nguyên tắc của em là em nói trước chứ em không có giấu. Dạ, đúng người đó rồi. Là chồng em hoặc bạn trai của em. Dạ đúng rồi, em sẽ nói. À, còn nếu mà khi mà em không có nói gì hết mà có đi là có vấn đề, có giấu là có vấn đề, đúng không? Dạ, tôi giấu luôn. Giấu luôn. À, xui em thì thiên mất dung gian, xấu mà chồng vẫn thấy. Dạ. Là không có gì để nói nữa hết, đúng không? Dạ đúng rồi, là đó thôi rồi đó. Rồi hiểu. Giờ, giờ làm về em có tới quán này ăn uống với bạn bè thì có nhắn tin báo cáo là không thôi. Gì dẫn trong sạch. Mấy người cao tay ấn là mấy người hay báo cáo lắm á. Chị hay báo cáo lắm, chị đi đâu chừng post Facebook lên nữa. Mình để cho bạn trai chị tưởng đâu là đó chắc không có gì này mới dám nói vậy chứ thật ra là có gì luôn á. Chơi vậy mới chơi. Trời nặng lắm dân chơi mà. Lại còn thứ dữ nè, chơi phát hiện ở gì đạp lúc cán luôn. Rồi về báo cáo sao? Nói nhiều rồi, tâm sự rồi, bây giờ mình sẽ thử cảm xúc với nhau. Mỗi chàng trai sẽ có 30 giây qua nắm tay từng cô gái. Rồi, mời em trai. Trưởng phòng nha, trưởng phòng nha. Em hãy đứng dậy. Em thì không có gì nồng, không có gì nồng. Rất là vui khi mà gặp em hôm nay. Dạ, dạ em cảm ơn. Em chào anh chút lắm rồi. Em cảm giác gì vậy? Em khá là ấn tượng với anh. Anh có cảm giác gì với em không? Có nghĩa là về cái, những cái gì em chia sẻ ở cái tình huống hồi nãy thì anh ấy có nhiều cái nó mix với anh rất là nhiều, anh cũng có suy nghĩ nó đầy say mê. Kỹ năng cô gái chưa? Mời em, tại vì em nói em chưa có bạn gái chị mới chỉ chiêu đó. Vậy nè, xin phép nắm tay em. Anh cảm nhận là tay này ấm, anh điểm em rất là vui. Em có cảm nhận đang rung không? Thấy tay của em đang rất là rung, đang rất là lạnh luôn. Dễ thương. Rồi cảm ơn. Đặt tay vào nút bấm đi các bạn. Mỗi chiếc ghế đều có hai nút bấm, màu đỏ và màu xanh, tương ứng với vị trí ngồi của đối phương ngồi ở ghế màu nào mà chúng ta thích. Bây giờ mời các bạn hãy hướng mắt ra trước và nhắm mắt lại. Chúng ta hãy lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ là khoảng khắc quyết định. Các bạn sẽ phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3
2 1 và bấm à. Thứ nhất là hiểu về cái tính cách của em, hiểu cho cái công việc của em, là biết san sẻ trong công việc giống như là trong cuộc sống này. Đi cùng với em trong tương lai thì sẽ thấu hiểu nhau, cùng lắng nghe nhau, không ai có một tiêu chuẩn riêng. Tìm cái người cho em cảm giác an toàn. Vậy là không có gu. Cũng khó lắm, khó hơn tự lập ra một cái chuẩn nào đó. Có tiêu chuẩn gì không em? Cao hơn em là được. Rồi. Ôm ôm xíu ạ. Bữa nay màu đen mà chúc mừng các bạn nha. Thiệt tình màu hay đen quá. Mà lại thắng nha. Thiệt tình hay quá, phá nhớp chị ơi. Ok. Kính thưa quý vị, xin gửi tặng mỗi bạn một sản phẩm cốt súp heo của công ty Cốt Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có chứa MSG và không có dùng chất bảo quản. Xin gửi tặng đây, các bạn tặng những nắm tay. Rồi làm sao mà nào nó vẫn nắm tay được bạn gái nha. Đây nè, nắm tay nè, nắm tay nè. Nắm tay. Kỹ năng cô gái phải nắm tay liên tục đó, đừng nên buông tay bạn gái mình nha. Dạ kính thưa quý vị, và đối với những cặp đôi thành công, 4 người thành công, dạ, chương trình sẽ dành tặng cho 2 cặp đôi mỗi bạn là một phần quà nhỏ, đó là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Sweet Couple vừa ra mắt của nhà MCV, với những tính năng nâng niu tình yêu giúp các cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Và trong ứng dụng này các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông mai bà mối duyên dáng. Chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh MCV Media. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Sweet Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Sweet Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Sweet Couple đang có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Hãy luôn. Bây giờ Tường sẽ ra mời nhân vật nữ vào rồi chúng ta bắt đầu câu chuyện quý vị nha. Mời anh chị mở mặt nạ ra à, chắc là Tường sẽ kêu bằng anh chị thôi. Dạ chào anh. Dạ chào chị. Dạ anh tên là gì ạ? Dạ tôi tên Nguyễn Ngọc Ẩn ạ. Anh quê ở đâu, anh đang làm công việc gì? Dạ tôi quê ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An chị ạ. Long An. Dạ hiện giờ thì làm bảo vệ nội bộ cho công ty Sơn Hà ở quận 8. Lên thành phố lập nghiệp lâu chưa? 2 năm rồi ạ. Ờ, mới 2 năm thôi. Dạ. Ở Long An là mình còn những ai dưới đó? Chỉ còn có người thân với lại nhà cửa ở dưới. Nhà cửa ở dưới, còn trên đây là về mình ở công ty luôn hay sao anh? Cũng ở chung nhà với con. Dạ, là mình thuê nhà ở. Dạ đúng rồi. Dạ, anh năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Tôi được 51 tuổi chị. Dạ. Dạ xin lỗi, cách đây 10 năm. Trời ơi, anh cũng cứ gạt cái nữa. Thiệt đó, ủa sao 51 tuổi? 61 tuổi, dạ cảm ơn anh nha. Dạ chào chị. Dạ, chào. Dạ mình tên là Nguyễn Thị Sen. Dạ chị Sen quê ở đâu? Sinh ra ở, sinh lớn lên thành phố Hồ Chí Minh nè. Ồ vậy hả chị. Dạ chị đang Sen đang làm công việc gì? Hiện tại thì là thư ký thôi, chỉ làm thêm thôi. Thư ký vậy là cũng trên 50. 56 rồi chứ. 56, wow, vậy là chị trẻ nha. Nếu mà 56 là chị trẻ à. Hiện tại là về hưu rồi, là sống vậy đó, là không đi chơi thôi, vòng vòng thôi. Có đâu, như không đủ sống nhưng phải làm, cũng phải cày. Giờ làm gì giờ cày gì? Vẫn làm công việc đó, vẫn làm kế toán. Dạ, vẫn làm kế toán. Vậy chắc anh chị là lớn hết rồi, em nghĩ là mình cũng đã có gia đình trước đây hết rồi đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ anh là mình ly hôn bao lâu rồi anh? Dạ ly hôn chắc cũng được tháng này. Cái gì? Dạ. Ủa, tháng này cũng mấy năm trước. Mấy năm trước ly thân à? Mới ly hôn một tháng thiệt luôn hả? Dạ đúng. Tại hồi nãy anh gạt em lần rồi, bây giờ em không có tin anh nói đâu, khổ ghê. Mới ly hôn một tháng. Dạ đúng. Là có giấy tờ ly hôn đàng hoàng của tòa án. Dạ. Một tháng thôi. Dạ. Một tháng sau rồi đăng ký tham gia chương trình lẹ vậy. Coi như mình cũng là ước muốn trước rồi. Rồi sau này thì yêu cầu những cái thủ tục như vậy, cho nên mình phải hoàn tất những thủ tục đó. Dạ. Có nghĩa là tiền ly hôn là mình đã có cái khâu chuẩn bị bao lâu trước đó à? Dạ trước đó thì cũng cỡ một năm, năm mấy rồi. Dạ. Dạ anh có mấy cháu rồi anh? Dạ cũng được 3 đứa con trai chị. 3 con trai hết. Dạ. Chà giống cũng mạnh dữ ha. Chà giống cũng mạnh dữ ha. Dạ trai lớn nhiêu, trai nhỏ nhiêu ạ? Trai lớn năm nay chắc cũng được 36. Còn cháu nhỏ cũng được 30. Vậy là có cháu nội hết rồi hả? Dạ cũng được 6 đứa cháu nội. 6 cháu nội. Là 3 con là lập gia đình hết rồi. Dạ lập gia đình hết. Ồ, vậy là bây giờ có đứa cháu nào nãy anh nói sống với anh đó là ai? Dạ đúng rồi. Cháu thứ mấy? Đó là cháu Út ạ. Cháu Út. Dạ. Còn mấy hai cháu lớn? Dạ cũng có gia đình ở riêng chị.
thành phố hay là dưới Long An? Ở thành phố hai người, còn ở Long An một người. Vậy lý do là sao mà phải ly hôn vậy? Cái thời gian đầu sống rất hạnh phúc, nhưng khoảng 7 năm trở lại đây thì nó có nhiều cái mâu thuẫn rồi không có giải quyết được mâu thuẫn. Nhưng mà Tường cũng hơi tò mò một xíu là tại vì nếu như mà anh ly hôn lâu rồi á, dạ, thì Tường lại không có hỏi nhiều, nhưng mà mới ly hôn đây mà anh cũng 62 tuổi, cháu nội tới 6 đứa luôn rồi, thì nó phải một cái gì nó ghê gớm hoặc là nó tích tụ lâu năm lắm thì mình mới đưa ra cái quyết định này. Các Tường nói cũng đúng, cái này nó cũng tích tụ qua nhiều năm và cuối cùng là không thể là sống chung nhau nữa. Ai là người đưa ra cái yêu cầu ly hôn? Bản thân thôi. Con cái rồi có ý kiến gì không anh? Nói chung con cái thì nó cũng vô tư thôi ạ. Nó cũng không có nghĩ là cái việc này thì ảnh hưởng tới nó. Rồi anh định trong cái tương lai, thí dụ giờ tại tỷ bây giờ anh có bạn gái, dạ, rồi anh tiến tới hôn nhân nữa thì anh định sống như thế nào? Gặp người mà tâm đầu ý hợp thì chúng tôi sẽ ra ở riêng. Cái mâu thuẫn giữa anh với vợ anh có thể cho một cái lý do mà nó lớn nhất, nhưng mà giọt nước mà tràn ly là như thế nào mà phải ly hôn? Thì tôi cũng làm việc trong một cái công ty như thế đó, thì cái trách nhiệm của mình đó là phải là kiểm soát và giữ gìn hàng hóa của công ty, dạ, rồi gia chạm với lại đồng nghiệp, dạ. Thì một cái hôm đó thì tôi cũng có nói làm việc hơi nặng nề với cái nhân viên đó. Tôi không ngờ là cô gái này lại thuê hai người và đón đường tôi để đánh. Nhưng lần đánh đó thì tôi cũng né tránh được và tôi cũng là báo với công an. Thì không ngờ là đồng nghiệp tôi lại nói với cái đứa con trai út tôi á là tôi lại quan hệ với vợ của người ta, cho nên là vợ người ta thuê người đánh tôi. Mà thực sự là nó không phải vậy. Và con trai út của tôi về nói với lại vợ tôi. Và từ cái vấn đề này là vợ tôi mới đánh giá tôi là một cái con người là không ra gì. Từ đó là càng xa cách. Cặp vợ chồng là nó qua một cái quá trình, dạ, chứ nó không thể vì một cái sự việc như vậy mà lại quyết định liền. Cho nên là nó phải có cái bước, dạ, đó. Đúng rồi. Rồi cũng do cái cá tính của vợ tôi là cố chấp, cảm thông rồi tha thứ này kia nọ. Rồi trong cái cuộc sống nó cũng tích tụ nhiều cái là chạm tới cái tự trọng của tôi. Mà cũng xin phép hôm nay là tôi cái chuyện gia đình là tôi cũng ít có kể. Cho nên là xin phép khán giả trường quay cũng thông cảm với tôi điều này. Xem cái chương trình này và tôi cũng muốn tìm cho mình một cái người bạn mới để mà giải thoát cho vợ tôi và giải thoát cho tôi. Mình đã ly hôn rồi mà sao anh dùng từ giải thoát ghê vậy? Ly hôn là mình có đỡ. Có nghĩa là sống trước đây thì chịu đựng. Ví dụ như vợ tôi chịu đựng tôi và tôi chịu đựng vợ tôi. Cho nên anh nghĩ cái việc ly hôn là để giải thoát cho nhau. Dạ đúng, là giải thoát cho nhau. Dạ. Nếu anh có nghĩ rằng anh tham gia chương trình này trong khi mà mới ly hôn có một tháng thôi, dạ, thì nếu vợ anh biết được thì anh có suy nghĩ đến rằng là vợ anh sẽ nghĩ gì và đánh giá anh như thế nào không? Hay là anh lên đây tham gia chương trình để mà anh gọi là đáp trả vợ anh, để làm cho vợ anh phải... Không chị ạ, tôi không có một cái ý nghĩ đó. Lên đây với một cái vấn đề là rất là nghiêm túc. Ngoài ra thì tôi cũng không có một cái ý nghĩ thành, dạ, thật mà là... Dạ, dạ. Khi nghe câu chuyện của anh chia sẻ thì chị cảm nhận như thế nào? Mỗi người một hoàn cảnh, mình không ở trong hoàn cảnh người ta, mình không thể nào mà phán xét được. Nhưng mà cũng hơi lo, tại vì Sen nghĩ là cái thời gian một tháng nó quá ngắn đi. Nó trong khi thời gian bao nhiêu năm sống với nhau mà không lẽ chỉ vì một chút hiểu lầm đó mà đổ vỡ, thì mình cảm thấy mình nghi ngờ vào tình yêu hôn nhân quá. Thật ra tôi quá. Có thể là nó có nhiều cái câu chuyện nó tích lũy rồi, cái đó là cái câu chuyện cuối thôi. Người ta cũng không kể hết cho mình nghe được trong cái lúc này tất cả. Nhưng mà em nghĩ không phải chỉ đơn giản bao nhiêu đó mà dẫn đến ly hôn đâu. Rồi, thế bây giờ câu chuyện của chị. Em nghĩ chị cũng có một câu chuyện gì đó nó cũng gây cấn đây. Nói chung là chuyện của mình thì nó cũng nhạt lắm. Nhạt tại lắm vì từ đó giờ mình cũng chưa có mối tình nào sâu đậm hết. Mối tình để bắt vai mà chưa có. Mối tình để bắt vai mà chưa có. Ủa, thiệt hả chị? Lúc nhiều khi cũng giả bộ làm người phụ nữ mạnh mẽ, có thể là độc lập hết mọi sự việc, nhưng mà cũng lúc cũng yếu đuối lắm, thì cũng muốn khóc, muốn dựa vào một vai một người nào để khóc. Nhưng mà cuộc đời mà đâu phải như mình muốn đâu. Nếu mà bây giờ hôm nay mình gặp được người mà mình hợp ý thì cũng muốn là đi tới xa hơn, để từ bỏ cái đời độc thân. Cái mối tình hoặc là một cái mối quan hệ tìm hiểu yêu đương gần đây nhất của chị là cách đây bao lâu rồi? Nếu mà người mà mình có cảm tình, mà người đó có cảm tình với mình á, dạ, là tính mối tình nữa, nó có sự tương tác qua lại, thì chắc cũng cách đây mười mấy năm. Mười mấy năm
Lúc đó chị mới là khoảng 40 mấy tuổi, ba mấy bốn mươi tuổi. Lúc đó lương duyên không tới được hả chị? Không thể nào tới được á, tại vì anh đó là người nước ngoài, nhưng mà ảnh cũng có vợ rồi. Trước đó nữa có mối tình nào mà có thể tiến tới được hôn nhân mà mình đã lỡ không? Lúc còn nhỏ thì chắc có lẽ là tưởng đời mà hồng, ra đời chắc gặp toàn là bạch mã hoàng tử không, mà đâu toàn là thái tử lưng gù. Nhưng mà vậy thì chị có bị cái nỗi đau nào trong quá khứ chưa mà để cho mình không mở lòng mình ra nữa? Không có. Vậy là cái duyên nó cứ lướt qua vậy thôi. Nhưng mà bây giờ thì mình sợ mình làm hồn ma trinh nữ lắm, đừng ngủ. Trời ơi, sao sợ hồn ma trinh bây giờ? Ấy mà ba mẹ chị còn không? Thì nói đi cũng phải nói lại là hồi đó lúc mà còn trẻ, cái thời thanh xuân á, lúc đó gia đình định cư nước ngoài, và xong cái mình có phải không dám yêu đương gì hết, phỏng vấn xong ok là rớt, và xong rồi lúc đó mình cũng đã ba mấy rồi, lỡ cỡ hết trơn. Đúng rồi, thì bắt đầu 30 mấy tuổi mới bắt đầu đi làm, 39 tuổi mới bắt đầu đi làm. Công ty thì mấy anh có vợ hết trơn rồi. Dạ. Yeah. Thì mình cũng đâu có muốn. Cái đoạn chị còn trẻ sao? Cái đoạn tại vì anh thấy chị cũng sắc nước hương trời lắm mà. Hương này bị ba xa hết rồi. Cũng không biết, tất nhiên không tới. Cũng có người yêu thích mình nhưng mà mình không thích, rồi người mình thích người ta lại không thích mình, thì sao giờ? Có mối tình nào mà sâu đậm được, có va chạm gì chưa? Chắc cũng có đụng chạm chút đỉnh. Chút đỉnh ngoài da. Trời ơi, chút đỉnh ngoài da rồi bây giờ sợ hồn ma trinh nữ hả chị? Còn chứ. Nguyên trong trắng trinh nguyên luôn á hả chị? Chắc vậy. Rồi buồn không? Em hỏi thiệt, buồn không? Hồi đó thì không, thật sự không có buồn gì hết. Thì sao hồi trẻ mới buồn chứ chị? Trẻ cũng thấy bạn bè mình cũng dài giống mình đâu, thấy gì đâu buồn. Yeah. Nhưng mà bây giờ lớn tuổi rồi thì thấy cũng có lúc mà bệnh, ốm đau rồi xong rồi lúc đó không có người bên cạnh. Anh em thì lập gia đình hết, em trai thì lập gia đình hết, mẹ thì già đâu có giúp được mình gì đâu. Thì mới nghĩ là chắc mình cũng phải phá vỡ cái lời nguyền hồn ma trinh nữ đó. Ai nguyền chị mà ác ôn vậy? Cái lúc trẻ gia đình không thôi thúc hả? Sợ cái vụ hồn ma trinh nữ là bao lâu rồi? Hồn ma trinh nữ này nó vẫn vương cho mình hoài, không biết chừng nào nó mới buông tha mình. Nhưng mà bắt đầu suy nghĩ tới cái chuyện đó là từ lúc nào, bao nhiêu năm rồi? Chắc cũng khoảng vài năm. Có bao giờ chị khao khát có đứa con cho mình chưa? Không. Không, vậy là chị muốn chồng thôi. Bây giờ còn trứng nó đâu đẻ. Mình là tiền mãn kinh, mãn kinh chưa chị? Mãn cũng mấy năm rồi mà không ai dớp hết, nên bây giờ phải chịu thôi chứ làm sao. Trời ơi, tức quá. Trời ơi, tức ơi là tức luôn á. Trời ơi, thiệt luôn á. Tại vì thật sự luôn nha, nếu mà chị nói chị không có chồng nha, mà chưa có gì mà còn trinh nữ nha, mà chị 56 tuổi là chị quá trẻ và quá đẹp. Quá trẻ hả? Dạ. Yeah. Mà nếu mà chị không phải trinh nữ chắc chị đẹp hơn nữa đó. Anh cười. Em nói vậy đúng không anh? Không phải trinh nữ chắc người phải tàn thôi chứ. Không có anh, tùy chị. Nếu mà mình bị đàn ông hành xác quá thì mình mới tàn. Chứ nếu mà đàn ông người ta trân trọng, nâng niu, người ta hiểu được giá trị chị phụ nữ, người ta làm cho mình đẹp hơn. Dạ. Rồi anh nghe cái câu chuyện hồn ma trinh nữ bên này anh thấy sao? Cảm động và xúc động chị ạ. Đã nói là cũng rất là tiếc cho người phụ nữ. Thanh xuân phí hoài quá anh ha. Yeah. Bao nhiêu cái niềm vui, hạnh phúc, yêu đương, giận hờn rồi sung sướng mà chị bỏ trơn trọi luôn à. Thôi không sao, không sao. Bữa nay cố gắng nha. Trời, cố gắng. Chậm nhưng mà cũng, mình luôn. Dạ, chậm nhưng mà còn hơn là không có đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. Thưa quý vị, tự nhiên hôm nay áp lực quá. Dạ, tôi sẽ cố gắng hết sức ạ. Bây giờ anh cho em biết là anh mong muốn tìm một mẫu người như thế nào. Nói về người phụ nữ thì người phụ nữ nào thì cũng đẹp hết. Yeah. Và đối phương người phụ nữ nào cũng đáng yêu hết và đáng trân trọng hết. Nhưng mà tôi chỉ yêu cầu cái là người phụ nữ đó cái thứ nhất là phải chung thủy. Vậy theo anh như thế nào là chung thủy? Dạ, chung thủy có nghĩa là mình là một vợ một chồng. Đặc biệt đối với người nữ là phải chung thủy. Trong tình yêu thì cả nam lẫn nữ đều cần phải chung thủy như nhau. Chứ không phải là đàn ông thì được quyền say nắng mà đàn bà thì không được. À, anh làm được thì vợ anh sẽ làm được. Và có thể em nghĩ rằng đến giờ phút này thì em có thể chốt hạ là anh nói là 37 năm anh chung sống với người vợ của anh, mà cuối cùng cô ấy không có chịu thông cảm và tha thứ, thì
nó gãy đổ. Nhưng mà về hướng cái người phụ nữ kia, cái người phụ nữ vắng mặt ngày hôm nay, nhiều khi cổ lại có cái suy nghĩ của cổ là 30 mấy năm cổ đã cống hiến, cổ hy sinh, cổ sinh anh, 3 đứa con rồi cháu ngoại, gia đình, mọi thứ đánh nát. Nhưng mà cuối cùng anh đã phản bội cổ. Mặc dù cái phản bội đó theo như anh nghĩ nó chưa phải gọi là sự không chung thủy, nó chỉ mới là cái sự quan tâm, nhưng đó cũng là gọi là ngoại tình trong tư tưởng đó anh. Yeah. Nha, mình xác định cái chữ ngoại tình thì có thể là cổ bị tổn thương, rồi có thể từ cái sự tổn thương đó cổ lại có những cái điều nói gì đó nó chạm tới lòng tự trọng của anh, cho nên là nó mới dẫn đến sự gãy đổ. Cái gì nó cũng phải có nguyên nhân. À, Tường thì không dám nhận xét bởi vì mình mới nghe sơ bộ à, mình cũng chưa có hiểu gì, nhưng mà Tường nghĩ cái gì nó phải có cái gì nó sâu xa chứ không thể nào khơi khơi mà 3 mấy năm mà lại ly chia tay. Thì em chỉ muốn anh điều chỉnh lại trong cái suy nghĩ mình một xíu. Tại sao em hỏi anh có gia trưởng hay không? À, tại vì anh nghĩ đàn ông thì là phụ nữ là phải chung thủy. Anh nghĩ anh cũng chung thủy nhưng mà anh lại có sự say nắng với những người khác, đó là sai rồi. Thật ra chung thủy là chung thủy, dù bất là người ta em có từ mới vừa xem một bộ phim, nó có một cái câu nói rất là hay ở trên phim. Đương nhiên là cái cuộc hôn nhân nào cũng sẽ có những lúc hạnh phúc, có những lúc nó không vui. Dạ. Nhưng không thể vì những lý do đó mà bạn có thể nhảy lên giường của một ai đó. Chính xác. Dạ. Chị cứ nghĩ mình là người chung thủy không? Chắc qua chung thủy. Quá chung thủy. Qua chung thủy, có ai đâu đi chung thủy. Rồi em cho anh coi hình của anh coi anh. Đây hình của cổ nè, anh có hình không? Đây anh sẽ nhìn đi nha. Nãy giờ sau trò chuyện thì chị hình dung trong đầu ảnh như thế nào? Cao bao nhiêu? Mập hay ốm? Thì chắc ảnh bảo vệ, chắc mặc đồ bảo vệ. Trời đất ơi, chị đã hạ bảo vệ là phải mặc đồ bảo vệ. Nãy mình nghi nghía trước rồi. Ồ, con nghi nghía coi chơi ăn gian rồi ha. Thì cũng hồi hộp suốt đêm qua, ta đâu có ngủ đâu, rồi ta cứ hồn chút xíu nhớ. Rồi, hiểu rồi, sao anh tìm ra chị chưa ạ? Dạ, chắc có lẽ là đây. Dạ, rồi, cũng không còn sự lựa chọn với nguyên vàng, trẻ không hả? Dạ. Có mình lớn nhất là đúng rồi ha. Mở cửa trái tim. Chào anh ạ. Dạ, hôm nay tới chương trình em có món quà tặng anh. À, cảm ơn em. Anh là suốt đêm là ngủ là không phải nhớ tới em hoài luôn á. Dạ. Đến đây thì anh cũng có món quà này để mà tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Cái này em 2 chậu và chị cắt đường 2 chậu. Chậu gì vậy anh? Dạ, bông hồng chị ạ. Mà, ủa anh trồng hả? Dạ, cái này cũng công ty cung ứng người ta bán cho mình. Trời ơi, đẹp quá. Mà sao gì mà, ủa rồi anh nói sao, tặng ai? Tặng bạn gái 2 chậu và chị cắt đường 2 chậu. À, rồi em cảm ơn anh nha, quá đẹp luôn. Bông hồng xuất sắc luôn quý vị ơi, coi nè. À, trời ơi, đẹp ghê chưa? Đó. Bông hồng vàng nè. Trời ơi, đẹp quá. Bây giờ em tới tò mò cái quà của chị là quà gì mà chị nói gì mà cả đêm gì đó. Anh mở ra anh coi giùm em cái. Là chị tự làm hả? Áo gối. Trời ơi, cái gối nào hình vuông vậy? Thì mới đầu là tính là tặng là bức tranh. Nhưng mà thấy tranh thì khi lâu lâu đi ngang qua mới liếc một cái. Còn này là để trên gối phải nằm, lúc nằm là phải nhớ hoài. Trong giấc mơ cũng phải nhớ nữa. Ghê không, ghê không? Ý tứ dễ sợ chưa? À, khi mà anh mở cửa trái tim này ra thì cảm xúc của anh như thế nào ạ? Người bạn gái cũng xinh xắn. Cảm xúc của chị như thế nào? Anh trẻ hơn tuổi của anh á. Ôi, bây giờ thì Cát Tường sẽ mời hai anh chị thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng quê nhà. Rồi, kính thưa anh chị, em mời anh chị thưởng thức ha. Đây là món bánh xèo thì mình nhìn biết rồi ha, trang trí rất là bắt mắt. Còn đây là món gà hơ mông tìm bí đỏ. Dạ, ăn món gà hơ mông này là bổ khỏe lắm đó anh chị. Nhưng giờ mình vừa ăn ha, vừa trò chuyện với nhau. Ít phút nữa Tường sẽ quay trở lại nha. Và nhớ tìm hiểu chị kỹ chút nha anh. Dạ, chúc anh chị ngon miệng ạ. À, cảm ơn các Tường. Dạ. Mời em. Dạ, em mời anh ạ. Anh công ty của anh ở đâu vậy? Ở công ty Sang Hà ở quận 8 á. Sang Hà? À. Ờ, như gần chợ em có thấy có bán food, Sang Hà food không ta? Dạ đúng rồi, Sang Hà food á. Thường em thấy bây giờ mấy công ty á, thường là giống như công ty của em á, thì người ta cũng hay mướn bảo vệ từ những công ty bảo vệ á. À. À, chứ cũng quá thích chứ. Đúng rồi, công ty bảo vệ thì con này lúc trước thì tôi cũng tôi làm ở bảo vệ nội bộ thôi, chứ không có làm ở công ty dịch vụ bảo vệ. Em giờ cũng đang sống với mẹ hả? Đang sống với mẹ. Ừ. Với 4 em trai. À. Nhưng mà có nhà lập gia đình hết rồi, không ở chung á.
Ủa, mẹ năm nay được bao nhiêu tuổi rồi em? Mẹ em năm nay 84, 84 tuổi. Anh có đạo không? Anh thì đạo Thiên Chúa. Đạo Thiên Chúa, em cũng đạo Thiên Chúa. Nhưng mà anh có biết là hôn nhân công giáo là bất khả phân ly. Lúc mà chương trình nói thì em rất là lo, tại vì người ngoài đạo thì người ta không biết, nhưng mà người trong đạo biết là sự gì Thiên Chúa kết hợp là người không được phân ly. Thì anh có nghĩ em luôn đi bước nữa thì có sao không? Cái này tôi nghĩ chắc là cũng Chúa cũng đã sắp xếp vậy rồi. Tôi thì cũng cái đức tin rất là lớn vào Chúa. Mà thì trước khi mà đi đến đây thì tôi cũng có đến nhà thờ, rất tiếc là không có được xin tội để nói ra điều này. Tôi cũng đang phân vân này, không biết sao. Anh có vẻ nghiêm túc quá hả? Em thì thích người hài hước. Mà bản thân em thì cũng tùy theo người, khi thân hay là hợp thì mới hài hước được. Còn không thì cảm thấy mình mỗi lần muốn hài hay muốn giỡn gì đó thì cảm thấy mình vô duyên. Nhưng mà em thích, em rất là thích người nào vui vẻ, hoài hòa bát. Anh thì chắc là cái tính tình nó trầm lặng và ít nói. Dạ, hai người ít nói hết hơn nhà in cái chùa Bà Năm nè. Anh tôi nghĩ ví dụ như mà mình tâm đầu ý hợp rồi thì cũng có thể tạo ra những không khí vui vẻ. Dùng viên như đi. Nãy giờ cũng thấy là hợp nhiều thứ lắm à. Em ngồi ngoài em quan sát em thấy cũng ổn lắm à. Vấn đề là bây giờ mình cho nhau cái niềm tin đó chị ha. Mình có đức tin chứ, mình cho nhau niềm tin nữa thì mới được. Em cũng hy vọng nha, chuyến này cố gắng làm sao nha chị. Đừng để hồn quan trinh nữ nữa nha chị nha. Đó là ăn thua chị thôi. Dạ hôm nay anh đi với ai? Dạ hôm nay đi với đồng nghiệp, anh Nguyễn Thanh Tâm thôi. Dạ hôm nay chị đi với ai? Làm chung vậy là cũng đồng nghiệp luôn. Rồi mời mấy bạn vào đây ạ. Vào đây chơi ạ. Dạ, mình giới thiệu trước đi anh tên gì? Dạ, chào chị Cát Tường, chào cô Hoa với chào chú Ẩn, chào tất cả khán giả. Thì tôi tên là Võ Thành Tâm, là làm chung với chào chú Ẩn. Dạ, làm chung được bao lâu rồi anh? Làm chung khoảng gần 4 tháng. Trời, mới có 4 tháng hả? Dạ. Sao cái thời gian của chú cái gì nó cũng chóng vánh hết trơn ha? 4 tháng là hiểu gì chú chưa? Dạ thì cũng thưa với chị thì qua quá trình làm chung với chú Ẩn á, thì chú Ẩn là người rất quyết đoán, làm tận tụy với công việc. Nói chung ra là nói với làm đi đâu với nhau. Thì cho nên là rất là được việc và rất là chia sẻ cái trong công việc làm với anh em. Thì nói chung rất là đoàn kết. Thì qua quá trình làm 4 tháng thì tình cảm chú Ẩn thì cũng gắn bó, biết chia sẻ với mọi người và đồng cảm. Và nói chung công việc lúc nào cũng hoàn thành cao. Hôm nay anh tới đây thì thấy chị đây thì anh thấy là thấy có cái sự tương thích nào giữa hai người chưa? Hôm nay lần đầu tiên xin chào được cô, thì nói chung ra nhìn thấy riêng bản thân tôi thì nhìn thấy cô rất là vui. Và qua cái chia sẻ thì thấy cô cũng có nhiều đồng cảm với chú, thì cũng nói chung ra là cũng có nhiều cái khó khăn trong cuộc sống, trong chuyện tình cảm, nhưng mà đây là cũng là một cái mốc là thấy là để cho hai cô với chú cho nhau cái tình cảm và để tìm hiểu thêm để đến xây dựng hạnh phúc tương lai trong thời gian sau này. Rồi, cảm ơn ạ. Còn em thì sao ạ? Em tên gì? Tên Yến. Rồi, Yến làm với cô được bao lâu rồi? Em làm với chị được hơn một năm rồi. Nghe câu chuyện của chị mà cái vụ hồn ma trinh nữ đó, em có hôm nay em có gì muốn nói với chị trước khi tiễn chị lên xà bông không? Thì em hy vọng là chị sẽ tìm được một người hợp ý. Em thấy chị với chú cũng có chuyện hợp nhau. Chị với chú luôn hả? Cũng hợp nhau ha. Thế mà hoàn cảnh của chú vậy thì em thấy sao? Em nghĩ thì cũng như chị em đó thôi. Mỗi nhà có mỗi hoàn cảnh, thì mọi hai người có thể là tìm hiểu nhau tiếp, xem là có hợp nhau hay không. Thật ra mọi thứ mình đâu có đoán trước được đâu, đúng không ạ? Nhưng mà em thấy ổn không? Em nghĩ là chị nói một câu với chị Sen đi, có nên cho cơ hội không? Em nghĩ là chị nên cho chú cơ hội. Và cũng là cho mình cơ hội. Đúng rồi. Phá lời người. Rồi, cảm ơn hai bạn trẻ nha. Rồi, mình sẽ theo dõi tiếp câu chuyện của cặp đôi này như thế nào. Bây giờ tôi muốn hỏi chị một câu nữa thôi. Bây giờ hai anh chị nhìn nhau đi ạ. Cảm xúc hiện tại của anh như thế nào? Thì hôm nay gặp Sen thì thấy nó cũng có những cái cảm xúc. Từ cảm xúc đó thì tôi sẽ vun đắp thêm. Dạ, vun đắp thêm. Để cho cái cảm xúc càng ngày càng lớn. Dạ, còn chị Sen? Thật sự ra là 50 mấy năm nay độc thân. Bây giờ mà nếu mà nói trong vòng có mấy chục phút này mà nói là để có cảm xúc liền
là nói dối. Thì nhưng mà em muốn cho mình cơ hội, em cũng muốn cho anh cơ hội nên mình có thể tìm hiểu thêm. Và cũng không có ai, lúc đó nếu con tim mình không có đập cùng nhịp thì phải chịu thôi. Còn nếu mà mình bỏ thêm một cơ hội, mình bỏ lỡ cơ hội thì nhiều khi cái đó oan uổng đối với bản thân mình rồi. Nên nhất định cái này mình không để oan uổng nữa. Hay quá chị Trang ơi, mời hai anh chị đặt tay vào nút bấm ạ. À, thông điệp đâu quá rõ ràng. Sau 3 tiếng đếm với tường, nếu anh chị cảm thấy mình cần nắm bắt cơ hội này, bấm thật mạnh vào nút bấm. Nếu cảm thấy là ôi, đối tượng này các tường làm mai mà tôi thấy không hợp, có quyền lấy tay ra. Quyền quyết định là của anh chị nha. Dạ, xin mời anh chị nhắm mắt lại ạ. 1 2 3 Hết thời gian. Theo thủ tục của chương trình, mình đã bấm nút hẹn hò thì mình đứng vô cùng một bên. Chị cao ghê thiệt chứ. Anh qua em coi coi. Được. Cái đó cũng là một lý do mà ế tới giờ này. Không sao đâu ạ. À. Anh cao mét mấy? Em mét 67. Chị cao mét mấy? 67. Ờ bằng nhau mà tại chỉ thằng quốc thêm đôi giày với con. Nhưng mà đôi giày này thấp lắm. Cao lét, thấp đâu mà thấp. À, đôi giày thấp hả? Có 3 phân à. 3 phân thì chọn lựa dữ lắm mới được á. Vậy đó hả? Rồi, mời hai anh chị nắm tay nhau đi ạ. À. Đây em tặng món quà cho chị để làm đẹp nha. Của chương trình mình làm đẹp thêm để mình tự tin mới bữa hẹn hò với ảnh. Phần quà dành cho chị là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Đây những chiếc vé xem phim nè, anh đưa chị đi xem phim nha. Em chúc anh chị luôn được nhiều sức khỏe. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta theo dõi câu chuyện rất là hấp dẫn đúng không ạ? Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận, nhưng cuối cùng thì ai cũng mong muốn được một cái tấm chân tình, ai cũng mong muốn có một cái người đồng hành với mình đi suốt đời còn lại. Và hy vọng rằng ngày hôm nay sẽ là một cái duyên mới dành cho hai anh chị này ạ. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình, 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCD Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xin bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ các trường xin chào và hẹn gặp lại. Thời học cấp 3, bạn ấy lấy chồng nước ngoài. Rồi em đi bộ đội về cũng quen được một bạn. Thời gian bạn cũng lấy chồng nước ngoài luôn. Không mập quá mà cũng không ốm quá. Cao cao ở đây khó à nha. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình nha. Mời bạn gái. Dạ, em chào anh Linh, chào chị Tường, chào bạn nam bên kia rèm và chào tất cả mọi người có mặt ở trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thị Thảo Dung. Em năm nay 25 tuổi, em quê gốc là ở Bến Tre mà hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên marketing. Và bạn trai giới thiệu. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào bạn nữ bên kia rèm. Em tên là Trần Quốc Hưng, năm nay 30 tuổi, quê quán ở Hậu Giang, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại là kỹ thuật viên ngành viễn thông. Về máy vi tính này kia hả? Không, đi triển khai internet anh, lắp đặt và bảo dưỡng mạng lưới. Ở thành phố bao nhiêu năm rồi? Dạ 5 năm. 5 năm rồi? Dạ. Bao lâu về Hậu Giang lần? Dạ 6 tháng về một lần. Mà có khi 1 năm về một lần. À dạ, công việc nhiều quá không có về đúng không? Dạ về. Em có những thế mạnh gì và những cái khuyết điểm gì? Dạ em thì mạnh lắm là vui vẻ, thẳng tính và biết chơi thể thao, làm được tất cả công việc nhà, đặc biệt là biết ca hát nhưng mà ca rất dở. Những vui là được rồi. Dạ, khuyết điểm thì ở nhà thì em hay lề mề với không có tự tin trước đám đông á, với ít nói chuyện với người lạ. Còn chút bên kia người lạ có dám nói không? Dạ. Rồi bạn gái. Bạn gái, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm thì em là người không có nóng tính. Nhà em sống độc lập, tự lập và kiểm soát tốt cái thái độ cũng như là suy nghĩ của mình. Khuyết điểm là mặc dù giọng nói thì tương đối là dễ nghe nhưng mà em hát thì rất là dở. Ờ sao hai người này giống nhau quá vậy? Chút xíu nữa mật màng lên rồi hai người hát thử coi đối phương có chạy luôn không? Mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em trải qua hai mối tình rồi chị. Mối tình gần đây nhất thì chia tay được gần 2 năm rồi ạ. Em quen gần 2 năm. Lý do sao 2 năm mà chia tay? Tại vì em là người sống cho gia đình á, cho nên là em muốn một mối quan hệ mà có thể đi đến lâu dài hơn. Nhưng mà em với bạn thì không có phù hợp để mà tiến tới hôn nhân á, cho nên là không nên làm mất thời gian của nhau nữa. Sẵn sàng tình yêu mới chưa? Dạ sẵn sàng rồi. Em mới ngồi đây. Bao lâu mình tiến tới hôn nhân?
Dạ cái này tùy bạn bên kia. Nhưng mà mình phải có cái dự tính của mình chứ. Dạ em nếu như mà em thích đó là quen chừng khoảng 1 năm thôi là cưới là được. Đúng rồi, quen 2 năm cũng chia tay thấy không? Dạ đúng rồi. Bạn trai mình có mấy mối tình rồi em? Dạ chạy qua 2 mối tình rồi chị. Giống nhau bên kia quá ta. Một mối tình hồi thời học cấp 3. Học cấp 3 xong thì bạn ấy lấy chồng nước ngoài. Sau đó em tham gia bộ đội nghĩa vụ quân sự. Rồi em đi bộ đội về cũng quen được một bạn. Quen một bạn thì thời gian bạn cũng lấy chồng nước ngoài luôn. Rồi em mới lên thành phố em làm cho tới giờ. Mấy năm rồi? Dạ 5 năm rồi. 5 năm rồi chưa có một mối tình nào nữa? Dạ. Tại sao 5 năm rồi không có yêu ai? Nói khi em cũng đi làm công việc, tính chất công việc thì đi làm rồi về trễ. Rồi mình không có thời gian nhiều. Với lại cũng sợ bạn gái đi lấy chồng nước ngoài. Em gái muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, bạn trai của em thì em mong muốn là bạn phải cao hơn em. Em cao 1m58 thì bạn phải 1m68 trở lên. Quá được luôn. Sạch sẽ, tương tất và phải là người đàn ông của gia đình. Không có mà bạo lực á. Có xu hướng bạo lực. Có cái nào bạo lực không em? Vũ phu không em? Dạ không chị ơi. Đây hiền khô à. Em không vũ phu đâu. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai nữa không? Em không có thích mà bạn nam mà sống mà không có biết chăm lo cho gia đình đó chị. Dạ. Với lại ích kỷ. Bảo mỗi người của bạn luôn. Trai là như thế nào? Dạ cao ráo dễ nhìn chị ơi. Không mập quá mà cũng không ốm quá. Cao trời ơi này khó à nha. Nửa mập nửa ốm nữa hả? Cao từ 1m55 với cao bằng em trở lại là được. Biết thấu hiểu mọi người, quan tâm chăm sóc gia đình và yêu trẻ em. Yêu trẻ em và yêu em nữa đúng không? Dạ. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ hay càm gàm nhiều quá. Ăn mặc lè lẹt, hứa mà không có làm được. Thường cái này bạn gái người ta nói con trai hứa thật nhiều, thích hứa thật nhiều. Gái thường hứa gì với con trai trời? Dạ thì tha không hứa, hứa thì phải làm. Chắc là phải hứa không để dòng nước ngoài mới được. Dạ, hứa không đi lấy chồng nước ngoài. Lấy em thì được. Trời thì đó, bây giờ bấm nút và lấy em luôn chứ không có bỏ nữa. Tao xè tay ra coi kiểm tra coi sạch trời sẽ ơi. Không? Quần áo tươm tất gọn gàng, sáng sủa. Sao chị được chị? Được. Bao lâu tiến tới hôn nhân được? Dạ khoảng 1-2 năm chị. Dạ phải tìm cô hiểu. Cô này cô không muốn quen lâu nữa. Tại vì cái đó là cái chuyện trăm năm của mình và ở với mình suốt cuộc đời mà. Rồi lấy về mình định lập nghiệp ở đâu? Hiện tại thì đang ở nhà trọ chị. Thì hai đứa về phải tìm hiểu nhau và tính tới cái chuyện kinh doanh thêm chị. Hiện tại là em đang làm bên cái mảng kỹ thuật á. Ổn định chưa công việc? Dạ, mình ổn định. Định chị. Mình có phải làm về quê hay có phải làm dâu? Dạ không chị. Lập nghiệp Sài Gòn luôn. Có điều gì em không thích ở người bạn gái? Bê bối chị. Với không có nhậu nhẹt nhiều. Trời ơi, con phụ nữ hiện đại mà chị ra khi cũng đi nhậu đi ba đồ em thấy là chuyện em có rồi. Đi nhậu đi ba gì không em? Dạ không chị. Nãy giờ mình tưởng tượng ra cổ là thì bạn cũng sao? Em nghĩ thì cũng không mập không ốm, bạn cũng cao gáo mọi người thì bạn nói ra thì biết bạn cũng kỹ tính cho nên là không có cái vụ bê bối đâu yên tâm. Dạ. Nhưng mà bạn nữ không có biết nấu ăn. Dạ cái đó không sao chị, cái đó em cũng không biết nấu ăn nhưng mà mình nấu hai vợ chồng mình ăn thì đương nhiên phải ăn được thôi. Đúng rồi, không ăn được bỏ phí đúng. Dạ. Không riết phải ăn được. Anh qua anh coi bên đàn gái thế nào em. Chào em gái. Chào anh. Dễ thương. Anh bên đây là dân miền Tây, chất phác thật thà. Dạ. Đẹp trai, công tử Bạc Liêu. À, nói vậy là em hình dung anh này được rồi đó. Dạ. À, dễ thương lắm. Dạ. À, tính anh hơi hiền. Dạ. Em cũng hiền. Em cũng hiền luôn hả? Dạ. Nhưng mà có ghen không? Dạ không. Mấy người hiền hiền chứ ghen dữ lắm luôn á. Dạ không, em không có ghen. Không có ghen đúng không? Dạ. Giờ cũng đang ở trọ. Dạ. Mình có thể hùng hạp với anh để mua nhà trả góp rồi có căn nhà tình yêu được không? Dạ nếu như mà tiến tới lâu dài thì cũng phải nghĩ tới chuyện lâu dài. Dạ. Có những cái thứ gì mà anh không thích ở đàn ông nữa không? Dạ chủ yếu là em không có thích người ích kỷ. Anh này không ích kỷ đâu. Dạ chứ mà anh ít nói thôi. Dạ được, nhưng mà phải biết chăm lo gia đình. Chăm lo chắc rồi, vô đó thôi đúng không? Dạ. Đàn trai yên tâm. Được, cặp này thấy cơ bản là hợp lý đó, xứng đôi đó. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến của người thân nha. Hôm nay em đi với ai nè? Dạ em đi với em gái với lại bạn của em. Em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. À. Dạ em tên Duyên, em là em của chị Dung ạ. Nếu như mà anh có xác định hẹn hò chị hai em á thì hơi mệt một xíu. Tại vì là chị hai em ở nhà thì rất là thích chọc cười mọi người á, nên là ở gần chị hai em thì chắc cười nhiều chắc sẽ mệt. Hơi vui tính. Anh đây thì em nghĩ là em sẽ ủng hộ chị hai em ạ. Trai đi với ai? Dạ anh đi với chị ở đầu và hai đứa em. Dạ chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Về tính tình của Hưng á thì rất là hiền, bản tính siêng năng này nọ cái khác, nhưng mà chỉ có tội là nhát gái. Chị thấy á thì bạn gái bên đây á là rất là dễ thương đó, cũng hiền đó, thì chị mong là hai em á cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau hơn để tiến tới hôn nhân. Cảm ơn chị. Rồi kéo màn lên.
cho hai trẻ gặp mặt đi. Một kỷ niệm. Thấy anh sao? Được không? Ngày cuối tuần thì mình giải trí như thế nào? Dạ, em là thời gian phần nhiều của em là em dành cho gia đình. Cứ cuối tuần là em về quê thôi. Là ở Bến Tre mà Sài Gòn về quê luôn hả? Dạ đúng rồi, em chạy xe máy 2 tiếng là tới rồi. À, cũng gần ha. Ta con gái ta xiên ghê không? Mình ở Hậu Giang mà không. Nửa năm, một năm mới về một lần. Tính chắc có công việc mà chị. Anh có nóng tính hay ghen không? Không, không, anh không có nóng tính. Không nóng tính. Ghen thì nếu mà yêu nhau thì đôi khi cũng phải có một chút gì đó để ghen chứ. Hai người nhìn nhau say đắm ghê đó. Ờ, nhìn đắm đuối dữ vậy. Bây giờ em hát cho bạn ấy nghe đi, em trai. Cho nó giải tỏa tâm lý đi ha, thấy hai người cứ nhìn nhau. Em đứng lên em hát vài câu đi. Bây giờ em hát tại tiếng Anh, không nhớ tựa bài nữa. Rồi, à, không cần tựa. Ai đã hẹn với thề, để rồi lỡ mối duyên thơ ra đi chẳng giá từ. Ngày em thấy áo hoa pháo đỏ dịu nông, có ai nát cả cõi lòng. Thôi thôi thôi, buồn quá mới gặp người yêu ban đầu hát cái bài vui vui, hát bài đắp mộ cuộc tình. Em có bài nào vui vui hát tặng ảnh đi em. Rồi em hát anh về luôn anh. Kệ nó. Không được. Cháu lên 3 lên 4 gì đó cho nó vui được rồi. Em hát dở khủng khiếp luôn. Kệ nó. Khủng khiếp cỡ nào cũng được hết hay đâu. Cho nó phá phong thủy nãy đi, cái bài này không hợp rồi đó. Cháu lên bà cháu vô màu dao, cô thương cháu vì cháu không khóc nhẹ. Cặp này có ý gì rồi nè. Nhìn hát nhau đắm đuối vậy đó hả? Rồi thôi hai người nói chuyện đi, hẹn hò thế nào đó, nói đi. Anh có đi xuống Bến Tre chơi lần nào chưa? Anh chưa đi đến Bến Tre nhưng mà có người cậu cũng lấy vợ ở đó. À, anh thấy con gái Bến Tre sao? Dễ thương. Dáng đứng Bến Tre mà. Dạ, thường thì lúc những lúc buồn á, thường anh làm gì? Thường thì anh ra bờ sông. Làm gì buồn anh đi. Ngồi một mình để ngắm nước trôi hay là ngắm mây trời gì đó chị. Hay là nắm đá, cầm đá ném xuống sông kìa. Có khi nào buồn quá có ý định đi xuống dưới đó luôn chưa? Không nè chị ơi, còn yêu đời mà. Giờ hai người tính hẹn hò nhau làm sao? Nếu mà cho anh cơ hội thì chúng ta có thể đi xem phim hoặc uống gì để tìm hiểu nhau hơn. Mấy lúc bẽn lẽn này hay lắm. Hai người có ý nhau rồi, làm như có xét chút xíu rồi đó. Hôm qua em cầm tay cô gái ngay, thử cảm nhận thế nào. Dạ, để mình dạ, chuẩn bị bấm nút. Dạ. Bước quá. Cầm. Rồi nói gì đi. Lạnh không? Dạ. Em thấy anh hình như anh run á, tay anh hơi lạnh. Không, anh không có run. Thì thời gì mới lạnh, anh lạnh nữa. Bây giờ tin tưởng làm bạn nghe anh nha. Gì bắt tay. Làm cái đối tác vậy đó. Em nắm tay nè, nắm tay vô. Để cảm nhận tình yêu hai tay đàng hoàng. Đó, nhìn thẳng vô mắt. Ha, cho nó dạ, tình cảm rồi bây giờ mình nghĩ trong lòng cái gì ha, cảm nhận cái với đối phương thế nào. Em hãy nói bằng tất cả những gì mình suy nghĩ nha, không cần hoa mỹ gì hết. Nói những gì mình đang suy nghĩ, bắt đầu. Anh cũng anh cảm nhận sao vậy em? Ok, quá tuyệt vời. Thật mà. Dạ. Em thấy anh thế nào? Dạ, anh hiền. Hiền hả? Dạ. Hy vọng mọi điều sẽ tiến triển tốt đẹp. Được rồi đó. Chúng ta kiểm tra và lại tất cả những gì nãy giờ chúng ta nói. Kiểm tra lại con tim của mình, xem đối phương có thuộc nửa yêu thương của mình hay không. Bấm nút hay không bấm nút là quyền của các bạn. Nhưng khi chúng ta bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với cái bấm nút đó. Suy nghĩ thật kỹ nha và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1. Quan trọng cả cuộc đời đó các bạn. 2. 3. Hết thời gian. Em gái có bấm không? Dạ em có bấm. Hả? Có bấm hả? Nắm tay lo quá. Lo thấy chưa? Nếu mà cô ấy không bấm nãy giờ em cảm giác thế nào? Thấy cô không dạ, bấm? Dạ không sao chị. Nếu mà chứ bạn gái không bấm thì có lẽ bạn gái cần phải suy nghĩ chọn người chính đáng hơn em. Chính đáng hơn em hả? Dạ. Là em không có chính đáng hả? Không phải, là người tốt đẹp hơn.
chúc mừng hai em nha. Hai người xứng đôi ha. À, rất là đẹp đôi, dễ thương đấy. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn đến đây để có không gian lãng mạn hơn, để yêu nhau nhiều hơn. Đây là một chiếc TV Bana 50 inch trị giá 9.800.000 đồng. TV thuộc dòng cao cấp của công ty Bana TV Việt Nam, được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Nếu như các bạn đồng ý kết hôn, TV Bana sẽ nằm trong ngôi nhà của các bạn. Đúng chưa? Mấy cặp mà lại đây hôn hôn vì chú xuống kia không biết được kia. Nắm tay thì chặt đó. Cái anh này là thích anh này nè. Buông tay ra hoài à, nghĩ tình. Trong đó trong buồn, đó trong buồn. Đi ra đây nè. Vô buồn hả? Rất là dễ thương thưa quý vị, một cặp rất là xứng đôi và hy vọng là họ sẽ sớm tiến tới hôn nhân nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp hôn thứ hai của ngày hôm nay. Hả Mai? Không hỏi không bực bực, cũng ăn cùng lưng là được đấy ạ. Về có cho vợ đi làm không? Dạ chắc không nghe chị. Hả? Đôi lúc anh tới chỗ em khám răng á. Không, anh đâu có cái răng nào đâu khám. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Mời em giới thiệu. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoa. Em hiện nay, em năm nay 28 tuổi. Hiện em đang là nhân viên trong một phòng khám nha khoa tại thành phố Buôn Ma Thuột. Em đến từ Buôn Ma Thuột luôn ạ. À, làm việc ở Buôn Ma Thuột luôn. Dạ. À, hôm nay mình xuống đây quay chương trình thôi. Dạ. À, rồi, mời bạn trai giới thiệu. À, em tên là Dương Văn Sĩ. Em quê quán thì Quảng Trị, nhưng mà hiện tại đang sống tại Đắk Lắk. À, nghề nghiệp em hiện tại thì là nông dân. Em năm nay 36 tuổi. Bên kia Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Thì một chỗ đó, sát bên mà sao không biết nhau, hai người hỏi đi coi có gần nhau không? Em ở đâu, ngay thành phố luôn hay là ở huyện ạ? Dạ em ở thành phố anh ạ. À, dạ. Anh thì anh ở huyện thôi. Dạ, anh ở huyện nào vậy anh? Anh ở huyện Crong Búc. Dạ. Chúng ta có duyên gặp nhau ở thành phố Hồ Chí Minh, cho tràng pháo tay cho cặp đôi này đi các bạn. Anh trai em làm nông là em trồng cà phê hay là? Dạ em trồng tiêu anh. Tiêu? Dạ. Có điều không? Dạ không, em không thấy ai trồng điều hết nên em cũng dám trồng. Bạn có những cái ưu điểm và khuyết điểm gì Hoa? Ưu điểm của em đó là hòa đồng và biết cách quan tâm người khác ạ. Và khuyết điểm của em là cũng là vì rất là vui vẻ hòa đồng nên là nói hơi nhiều một tí. Lúc mà em đang ngủ hoặc buồn ngủ thì em dễ bị cáu lắm. Tính tình thì em khá là nóng nhưng mà em có thể kiềm được. Bạn trai thì sao? Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em đó là sống có trách nhiệm. Trách nhiệm trong công việc, trách nhiệm trong các mối quan hệ xã hội. À, ngoài ra thì em biết được chơi rất là nhiều môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, tennis nữa, cũng biết hát. Điểm yếu á, tức là lúc bình thường á, thì em nói chuyện cũng rất là bình thường. Khi mà gặp một người phụ nữ mà mình thật sự là thích rồi đó, thì khi mà tiếp xúc với người đó thì em rất là hồi hộp, tim thì đập thình thịch, còn mồ hôi tay thì coi như là ướt hết. Nói thì mà cố cỡ nào thì cũng nói cũng không ra được tiếng. Giống như là thời xưa mà mình học, thời học sinh đó là ngồi dưới lớp thì nói chuyện thì rất là to. Nhưng mà khi cô giáo mà gọi lên phát biểu thì nói cứ nói trong họng, nói không ra tiếng. Cũng nhờ cái điểm yếu đó mà hôm nay được gặp anh Quyền Linh với chị Cát Tường với mọi người ở đây. Em học ở đó, em học ở Đắk Lắk luôn hả? Em học đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Ồ, dạ. Sao tại trở sao về Crong Búc làm nông? Em cũng làm được 6-7 năm ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà có công việc không thuận lợi lắm thì em mới quyết định là về quê. Bây giờ công việc ở quê là ổn định rồi ha em ha? Dạ. Rồi hôm nay mình đến đây mình tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thích người bạn gái này, ngoại hình nhìn có duyên một tí. Cũng là người sống nội tâm. Cao thì khoảng 1m55 trở lên là được rồi. Rồi. Còn em cũng không quan tâm về nghề nghiệp. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Xăm môi, xăm mắt hay là tóc đỏ, tóc xanh. Nãy em nói em 36 tuổi đúng không? Dạ. Là cũng rất là lớn rồi, mình vẫn chưa lập gia đình. Tại vì khi mà em làm ở thành phố Hồ Chí Minh, khi về quê á thì lúc này thì em cũng đã lớn tuổi rồi. Mà ở quê thì cái người lứa tuổi mà như em thì đa phần là có vợ có chồng hết rồi. Còn mà cái lứa tuổi teen lớn lên á thì cái quan điểm mà cách sống họ hoàn toàn trái ngược. Hẹn bạn bè thì thích ngồi nơi quán cà phê thông thường, trong khi mà mấy cái bạn tuổi teen đó thì thích ngồi nơi mấy cái quán trà sữa. Mà em thấy mấy cái quán trà sữa thì lại chỗ em thì đa phần là có bàn mà không có ghế. Mà cái bàn chỉ thấp thế này thôi. Em thì cao lớn thế này thì ngồi trong đấy thì thấy nó rất là cồng kềnh, nó rất là
là khó chịu. Nó giống như mọi người ở đây ngồi ghế, còn em ngồi bệt ở dưới đây thì em thấy nó là không hợp nhau. Em muốn tìm một người bạn gái tầm tuổi khoảng bao nhiêu? Bằng hoặc nhỏ tuổi hơn là đều được hết chị. Hoa là 28 tuổi. Dạ. Được không? Dạ được ạ. Chị thấy em cũng có vẻ là thùy mị, có vẻ là thích hợp với ảnh á. Nhưng mà em muốn mẫu người bạn trai em tìm là ngoại hình vóc dáng như thế nào? Em muốn sao? Là bạn trai là cao khoảng 1m7 trở lên. Bên này nghe là cao rồi đó, người ta ngồi ghế mà giống như ảnh ngồi dưới đất là biết ảnh cao rồi đó. Dạ. Không hỏi không bực bực, nhưng anh Quỳnh Linh là được đấy ạ. Răng đẹp chị ạ. Răng đẹp, tại bên đây không thì không đẹp thì em dẫn vô nha khoa em, okay. Em nhổ hết, em bọc răng sứ hết. Tốn tiền lắm chị ạ. Để về bứng đại mấy cây tiêu gì đó rồi đi làm răng. Được không em? Dạ được chị. Được. Chào chị. Dạ chào anh. Nhưng bây giờ nếu được là mình tiến tới hôn nhân luôn ha hay sao? Dạ trong vòng khoảng 6 tháng thì... Về có cho vợ đi làm không? Dạ chứ không nữa chị. Hả? Làm, à không, ý em nói không phải làm nông á. À thì tốt quá. À, mình ở với ba mẹ luôn hay sao? Dạ, nhà mình ở em hiện ai? Tại đang ở với ba mẹ. Nhưng mà nếu như cưới nhau thì cũng có thể ở chung hoặc ở riêng. Nghĩa là cái điều gì anh không thích ở người bạn? Em nghĩ là cái mà em thích đó là ghen tuông cái mù quáng. Mà anh có lăng nhăng không? Dạ không. Không thì thôi yên tâm. Được ha. Rồi để tôi hối cô này cho. Anh này là hợp, là lý tưởng. Dạ em chào anh. Chào em gái. Dạ. Anh này không thích tin lắm. Em có thích uống trà sữa không? Cũng thi thoảng thôi ạ. Ngồi trà sữa đừng rủ anh này đi nha. Anh không thích tin lắm á. Dạ. Lớn hơn mình 8 tuổi. Trên về cái khoảng cách, cái sở thích nữa. Em nghĩ rằng em có thể chinh phục được. Dạ em nghĩ là được. Tại vì cái suy nghĩ em thực ra cũng hơi chín chắn so với tuổi của em á. Nên em nghĩ là tuổi đó là phù hợp với em rồi ạ. Dạ. Anh này thì anh hiền. Suốt ngày đi ảnh trong vườn tiêu không em được không? Dạ không sao ạ. Anh thích đi chơi ngoài. Mình đi được cô nào vô vườn tiêu là được. Đi với em vô vườn tiêu thôi. Dạ. Không dễ thương á. Anh thấy hai người hợp nhau. Bởi vì cái duyên mà vào tới tận Sài Gòn tụi em mới gặp nhau. Nhưng mà có khi em gặp anh rồi cũng nên. Hả? Tại vì đôi lúc anh tới chỗ em khám răng á. Không, anh đâu có cái răng nào đâu khám. Không, không có răng cũng phải khám, phải đi trồng răng chứ. Không, nói vậy thôi chứ răng đều đẹp lắm. Dạ. À, yên tâm. Rồi, dễ thương lắm em trai. À, hôm nay mình đi với ai? Dạ, em đi với em họ em với là bạn thân của em ạ. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và tất cả mọi người. Em tên là Linh, là bạn thân của chị Hoa. À, cho em hỏi xíu là gia đình mình là sống ở Đắk Lắk luôn hả anh? Sống Đắk Lắk luôn em. Em thấy anh này là khá chín chắn á chị. Anh chị là cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Anh chín mùi luôn đó, chín lắm rồi đó. Dạ. Anh chín chắn nữa. Trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với ba người bạn rất là thân. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em thấy chị Hoa rất là ok anh Sĩ ơi. Rất là dễ thương, là mẫu của một gia đình đó. Cảm ơn em. Bây giờ kéo màn lên, Sĩ với Hoa gặp mặt nha. Dạ em chào anh. Chào em. Em cũng có chậu cây này tặng anh, hy vọng khi anh nhìn thấy cây này thì nhớ đến em ạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Anh thấy em thì anh có giống như trong tưởng tượng của anh không ạ? Đứng trước mọi người thì anh không có bình tĩnh lắm. Nên anh cũng không có tưởng tượng được, không nghĩ tới cái tưởng tượng em như thế nào. Tại vì quá rung. Công việc của em là làm cả tuần luôn á. Khá là bận thì không biết thì anh sắp xếp mà thời gian để lên thăm em thế nào. Em thì một tháng em được nghỉ 3 ngày đó. Công việc của người nông dân thì nó không có ràng buộc về thời gian. Đi lúc nào cũng được. Nếu mà xác định mà lấy nhau rồi á thì anh muốn là có mấy người con ạ? Anh nghĩ là hai. Anh có quan trọng con trai hay con gái gì không ạ? À, không. Dạ. Con là được. Dạ. Em có ngại khi mà nếu quen một người nông dân như anh đó. Dạ em thì em quan trọng là cái tính hợp á. Tại vì em cũng tìm hiểu những người khác rồi nhưng mà do không hợp nên em mới không đến được với người ta. Nên quan trọng là cái tính cách được hợp với tính của em thôi. Dạ. Đây ta nông dân như người ta học đại học rồi ra đàng hoàng. Dạ. Nhưng em hỏi anh coi có tay có rung, mồ hôi tay có ra, tim có đập mạnh chưa? Anh có thấy cảm thấy rung động gì trước em ạ? Anh thấy có cảm tình với em. Anh có muốn hát tặng em một bài hát nào không anh? Có. Anh hát tặng em bài hát là Về Đi Em. Gì vậy trời ơi trời. Gì vậy? Còn bài nào khác không? Dạ không anh, bài này nội dung nó thì không phải là đuổi người ta về anh. À vậy à? Dạ dạ. Nghe cái tựa thôi thấy quải rồi. Về đi em làng quê cũ, có anh trai quê vẫn chờ, đàn vịt xiêm còn ngơ ngác nhớ, chỉ tấm xinh tươi ngày xưa
bàn tay em duyên dáng đông đưa, chợ xóm in bóng em đi về tình quê, mai lá đơn sơ vui câu hò, để quên đi thành phố kia xa lạ, về vui yên ấm nơi quê nhà. Về đi em, cô gái thơ ngây của làng ta. Đúng rồi. Dạ. Cái nội dung là được, đúng. Hợp lý. Đó, kêu gái về quê. Trời, nãy tưởng đâu rồi. Về đi em. Thôi, em cảm nhận giọng hát của ảnh như thế nào? Dạ, ai ạ? Ở mai mốt ở một cái làng tiêu ha. Hai gió hiu hiu ngồi dưới gốc tiêu, anh hát em nghe ha. Lãng mạn ha em ha. Dạ. Nếu được thì khoảng khi nào là em có thể tiến đến hôn nhân được? Em nghĩ là khoảng một năm. Tìm hiểu cho kỹ kỹ một tí. Quan trọng là cũng là tình cảm hai bên, nhưng mà em chỉ ước lượng thời gian khoảng chừng đó thôi. Có thể sớm hơn chút chút cũng được. Vậy. Em có thích lãng mạn không? Thật ra tính em thì không có lãng mạn lắm đâu. Nên là anh cũng không phải là lãng mạn theo chiều theo ý của em hay gì hết. Dạ. Tại vì giờ em cũng thực ra là suy nghĩ em cũng lớn rồi, nên không, cũng hơi thực tế rồi, chứ không phải là lãng mạn là phải như thế này kia. Anh thì anh cũng không có được lãng mạn. Dạ. Do đó anh cũng được ga lăng, gọi là lấy lòng bạn gái, thì anh cái khoảng đó anh không được tốt. Anh cho em hỏi là anh có gia trưởng không ạ? Không, anh không có gia trưởng. Dạ, anh có thích chia sẻ không? Thích chia sẻ. Dạ, tại vì em á, là khi quen ai là em thích chia sẻ, là chuyện gì em cùng nói chuyện với người đó, tức là em rất là thích chia sẻ đó. Vậy thì em cũng là người sống nội tâm rồi. Đi với người nội tâm thì em sống theo kiểu nội tâm, mà em cũng khá là hướng ngoại. Tại vì em quen là em dễ làm quen lắm, dễ nói chuyện lắm. Dạ. Tại vì cái công việc của em là bắt buộc như vậy. Quản lý kinh tế thì ai, anh nghĩ là ai quản lý tốt hơn hay sao anh? Anh nghĩ là người đàn ông có thể làm ra tiền, nhưng mà quản lý thì có thể phụ nữ quản lý tốt hơn là đàn ông. Dạ. Tại vì em thì nếu mà đưa em quản lý cũng được, nhưng mà không phải là như là người ta là quản lý chặt chẽ đâu. Em lúc nào em cũng nghĩ là khi ra đường là phải có tiền, chứ không thể là đi ra ngoài đường mà được có mấy chục ngàn hay gì. Tại vì mình đi đường có thể là xăng xe hoặc đi cà phê bạn bè á, thì em cũng không có gắt về mấy chuyện mà không kỳ bò về dạ, chuyện đúng rồi. Dạ. Bây giờ chúng ta còn 30 giây nữa, chúng ta hãy nói tất cả những cái suy nghĩ của mình ha. Tận đáy lòng mình đang cảm nhận thế nào về đối phương. Em có thể mở kiến ra cho anh ấy nhìn 5 giây, 10 giây gì đó. Rất là xinh, thấy chưa? Anh cũng rất là thích người mà có một cái má lúng đồng tiền. Thì hôm nay cũng bất ngờ là gặp được em ở đây. Chắc là cũng có duyên trời định. Hy vọng là mình còn có nợ. Anh nghĩ là sẽ có nợ với nhau. Dạ, em cũng hy vọng như vậy ạ. Hết thời gian. Anh hiền, cười tươi ghê. Cao ráo, đẹp trai, công việc ổn định, hiền lành. Cô gái rất là chín chắn đấy. Có công việc ổn định. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. Suy nghĩ thật kỹ. Chiều nay mình có về Đắk Lắk chung. Trên đường về có thể mua tiêu, bán tiêu gì đó. Một, hai, ba. Hết thời gian. Nắm tay đi bạn. Tay anh lạnh. Do anh đổ mồ hôi, rung. Rung. Ra mồ hôi không? Có ra mồ hôi tay không? Theo như thủ tục thì chúng ta hôn nhau đi bạn. Dễ thương đấy, anh thấy rất là hợp nha. Lát có về chung không? Ra đi ăn uống, đi xem phim, đi tâm sự, chia sẻ rồi cùng nhau về Đắk Lắk. Đi một về hai đấy. Quá đẹp. Rồi mai mốt trở lại đây ba, xong về rồi kia bốn. Đây là những vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn có thể đến đây xem phim để tìm hiểu về nhau. Đây là quà dành cho hai bạn, một chiếc Smart TV 50 inch trị giá 9.800.000 đồng. Dòng TV cao cấp của công ty Pana TV Việt Nam, được sản xuất theo tiêu chuẩn và chất lượng của Nhật Bản. Nếu như hai bạn đồng ý kết hôn thì TV Pana sẽ nằm trong ngôi nhà của các bạn. Nhớ nha, kết hôn là báo cho chúng tôi biết nha. Đưa đi xem.